Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 2. Già Thiên, chương 11, nguồn sáng. Chúng ta rốt cuộc đã đến nơi nào? Ta muốn về nhà. Một số bạn học nữ nhịn không được khóc thành tiếng. Lại là một tòa ngũ sắc tế đàn. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đứng chung một chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng lắc đầu. Lúc học đại học họ là bằng hữu tốt nhất, sau khi tốt nghiệp cũng thường xuyên gặp mặt, hiểu rõ lẫn nhau. Hiện tại hai người đều có cảm giác tình huống không ổn, tình cảnh mọi người rất đáng lo, tình cảnh tràn ngập những biến số không rõ. Mà vào lúc này, những người khác cũng thu hồi ánh mắt từ hoang mạc, bắt đầu lo lắng, hoảng loạn quan sát tình huống xung quanh. Quan Quách Đồng cực lớn lật ngửa ở phía sau bọn họ, bên dưới quan tài bằng đồng thau lại là một cái ngũ sắc đàn đá cực lớn. Cùng tế đàn nhìn thấy ở Thái Sơn hình dáng vô cùng giống nhau, do 5 loại cự thạch màu sắc khác nhau xây dựng thành. Ngũ sắc đàn đá chiếm diện tích cực lớn, có thể tưởng tượng đây khi xây dựng vào thời điểm đó là một cái công trình vĩ đại, nhưng lại bị vô tận năm tháng tàn phá. Tế đàn cực lớn hầu như bị bao phủ trong lòng đất, cho đến hôm nay thì cũng giống như đất băng mà thôi. Hôm nay Cửu Long kéo quan tài tới đây, liên tục đánh lên mặt đất, mới làm cho đất sỏi tan đi, làm hiển lộ một phần không rõ ràng bộ dáng của tế đàn. Không chỉ có Quan Quách Đồng cực lớn nằm trên tế đàn, mà 9 bộ xác rồng khổng lồ cũng đều ở trên đó, có thể tưởng tượng ngũ sắc đàn đá lớn như thế nào. Chúng ta bị lạc rồi, tìm không được đường về nữa. Một bạn học nữ yếu đuối khóc thất thanh, thân thể run rẩy, nếu như không có người đỡ, đã ngã từ lâu trên mặt đất. Rất nhiều người sắc mặt đều tái nhợt, lúc nãy mọi người lại liên tưởng đến khả năng không tưởng tượng thường xảy ra trong thế giới lạ. Lắm, không ai nguyện ý tiếp nhận sự thực này, thế nhưng đã không thấy Thái Sơn nữa, mà trước mắt là hoang mạc trống trải, khiến người ta không thể không trầm mặc. Không nên hoảng loạn, không nên sợ hãi, sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Phàm la lớn, giải quyết thế nào, chúng ta làm sao trở về, tại sao lại đến thế giới xa lạ này? Ngay cả thanh âm của bạn nam cũng đã run rẩy, tràn ngập sự sợ hãi cùng bất an. Thứ gì cũng không biết, sẽ làm cho một bộ phận người tràn ngập kính nể cùng sợ hãi, đồng thời cũng sẽ làm cho một bộ phận khác sinh ra dục vọng thăm dò. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi hai bên của 9 bộ xác rồng khổng lồ, tiến về phía trước, muốn nhìn tình huống xung quanh. Lý Tiểu Mạn ở cách đó không xa, tựa hồ hơi bị lạnh, ôm hai tay, dung nhan mỹ lệ có chút trắng bệch, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, như một đóa hoa sen thanh lệ tỏa sáng trong bóng tối. Diệp Phàm đi ngang thì cởi áo đưa cho nàng, nhưng nàng chỉ nói một tiếng cảm ơn, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Diệp Phàm cũng không nói thêm gì, hắn cũng không muốn vãn hồi gì cả, khoác cái áo lên, rồi cùng Bàng Bác tiếp tục đi đến phía trước. Tránh qua mấy cái xác rồng khổng lồ cùng Quan Quách Bằng Đồng, bọn họ thấy cá đé bạn học nước Mỹ của Lý Tiểu Mạn cũng quan sát tình huống xung quanh, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gút. Bên cạnh ngũ sắc tế đàn có một khối nham thạch cực lớn, nằm ngang trên mặt đất, cao tới 20 mấy mét, nhưng độ dốc không lớn, có thể leo lên được. Diệp Phàm thân cao khoảng 1m79, tuy rằng tướng mạo thoạt nhìn có vẻ rất văn nhã, nhưng kỳ thực thân thể rất cường tráng. Năm đó là đội viên chủ lực của đội bóng đá trường, ở trên sân bóng thường bị người khác gọi là người dã man. Mà Bàng Bác thì người cũng như tên, có cái thế bàng bạc, nhưng cũng không mập mạp, mà thực sự rất cường tráng, là một người khôi ngô to cao, bắp tay có thể so với người vai u thịt bắp. Hai người thể chất đều siêu tốt, rất nhanh tiến tới khối cự thạch, căn bản là không cần phải cẩn thận leo trèo, mà trực tiếp xông lên trên. Đứng trên khối đá lớn nhìn ra xa, chỉ thấy những điểm sáng yếu ớt trong không gian u ám, điều này làm cho hai người tương đối kinh dị. Chúng ta có khả năng rất lớn là không trở về được nữa rồi. Đối với bằng hữu tốt nhất thì không có gì không thể nói, Diệp Phàm nói thẳng suy đoán của bản thân, nói, nơi này khẳng định không phải là không gian của chúng ta. Nơi này thực sự không phải là không gian của chúng ta. Bàng Bác tuy rằng ngày thường rất tùy tiện, nhưng khi gặp chuyện quan trọng thì không bao giờ nói đùa. Hắn nhìn chăm chú vầng sáng yếu ớt ở xa xa, nhíu mày nói,
ngươi nói trên cái thế giới này thật sự có thần sao? Diệp Phàm cũng nhìn vầng sáng ẩn hiện ở xa xa, nói, chúng ta ngay cả Long Thi còn có thể gặp, ta nghĩ nếu có thần thực sự xuất hiện trước mắt chúng ta cũng sẽ không kinh ngạc. Nếu có một vị thần xuất hiện trước mắt, thì tình cảnh sẽ như thế nào? Bàng Bác nói nhỏ. Phía sau truyền đến tiếng động, cá đé thân thể cao chừng 1m9 cũng bắt đầu leo trên cự thạch. Khi hắn thấy đoàn ánh sáng ở phương xa, lập tức thét lên một tiếng kinh hãi. Ca ngợi, Thượng Đế nhân từ, ta thấy được ánh sáng rồi. Tiếng chung của hắn không quá lưu loát, sau đó xoay người dùng sức vẫy ta, hướng về Lý Tiểu Mạn trong đám người la lớn, ta thấy được ánh sáng. Sau đó, hắn từ trên tảng đá lớn leo xuống, chạy về hướng của Lý Tiểu Mạn. Ca đé kêu to, nhất thời làm mọi người trở nên hỗn loạn, không ít người hướng nơi này chạy tới. Bàng Bác nhìn Lý Tiểu Mạn cùng cá đé đứng chung một chỗ ở cách đó không xa, nói với Diệp Phàm, tên quỷ Tây Dương này có phải là bạn trai của Tiểu Mạn không? Ta làm sao biết được? Thực sự cứ như vậy mà từ bỏ hay sao? Bàng Bác liếc xéo hắn. Có một số việc mặc dù có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng rất khó trở về như cũ. Ngay cả khi cùng đi trên một con đường, nhưng đời người mấy ai cùng đi lại lần thứ hai, cho dù có cũng không còn cảm giác như xưa. Việc này đã là chuyện của quá khứ rồi, con người thì phải luôn đi về phía trước. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, cười nói, cũng chỉ có ngươi là khoái hoạt, sống về đêm thì muôn màu muôn vẻ. Ta khinh bỉ ngươi, có người nào có sinh hoạt phong phú hơn ngươi? Bàng Bác nhìn Diệp Phàm, sau đó lại nhìn Lý Tiểu Mạn ở phía xa, nói, theo trực giác của nam nhân, ta luôn cảm thấy hai người các ngươi vẫn sẽ phát sinh một sự tình. Đừng có làm bại hoại thanh danh của ta. Diệp Phàm cười cười nói, ngươi cũng có giác quan thứ 6 như nữ nhân sao? Giờ này khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ còn có thể cười được. Hai người đều không phải người bi quan, bất luận lúc nào đều rất khó mà nhăn mặt. Không bao lâu say, không ít người cũng leo được lên trên nham thạch, nhìn về phương xa, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như đom đóm, xuyên thấu trong không gian u ám, lọt vào trong ánh mắt của mọi người. Vầng sáng ngày tuy không rực rỡ, nhưng cũng làm mọi người trở nên có hy vọng, không ít bạn học nữ reo hò. Phía trước có ánh sáng yếu ớt, tuy rằng vẫn không thể biết thêm gì, nhưng mọi người cũng cùng đi tới. Hay là, bởi bản tính của nhân loại là sợ bóng tối, hướng tới ánh sáng. Ngàn vạn đừng làm chúng ta thất vọng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Mọi người lục tục leo xuống cự thạch, vừa đi tới ngũ sắc, tế đàn vừa thương lượng đối sách. Nơi này tất cả đối với chúng ta mà nói đều rất xa lạ, ngay cả nơi có ánh sáng phía trước, tất cả phải cẩn thận một chút. Vương Tử Văn tính cẩn thận, đưa ra kiến nghị như vậy. Chu Nghị vẫn rất bình tĩnh, nghe vậy gật đầu nói, không sai, trước chọn phái vài người đi trước dò đường, ngược lại chỗ ánh sáng kia cũng không phải là rất xa, nên đề phòng vạn nhất. Những người khác đều biểu thị đồng ý, con đường phía trước không ai có thể dự liệu, hoàn cảnh lạ lẫm, tất cả đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Âm đột nhiên, truyền đến sự rung động mãnh liệt, quan tài đồng trên ngũ sắc tế đàn phát sinh tiếng động cực lớn. Xảy ra chuyện, ta cảm giác như là tiếng động từ trong chiếc quan tài đồng phát ra. Ly là nữ bạn học đứng gần quan tài đồng nhất, sắc mặt trắng bệch, nói. Nghe được những lời ấy, mọi người đều biến sắc, phải nhớ rõ rằng bên trong chiếc quan tài đồng còn có một chiếc quan tài nhỏ nữa. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 12, Huỳnh Hoặc. Không nên nói lung tung, quan tài đồng lật ngửa ra phía sau, nắp quan tài vẫn còn chưa ổn định, khẳng định là vừa bị lệch. Lâm Giai nói rất bình tĩnh, ổn định tâm tình mọi người ở đây. 9 bộ xác rồng khổng lồ đều dài đến 100m, vảy giáp uy nghiêm, ô quang nhấp nháy, nằm ngang ở cách đó không xa. Quan quách đồng dài 20m, đặt ở bên trên tế đàn ngũ sắc, làm cho người khác vô cùng bất an. Ta nghĩ rằng chúng ta vẫn nên cùng nhau đi tìm hiểu đoàn ánh sáng phía trước. Ta cũng cảm thấy mọi người hẳn là nên đồng thời hành động. Không ít người đều kiến nghị như vậy,
Rất hiển nhiên là trong lòng sợ hãi, hầu như không ai nguyện ý tiếp tục dừng lại ở nơi đây. Cuối cùng, mọi người nhất trí đồng ý, tập thể đi về phía trước thăm dò đoàn nguồn sáng này. Mặt đất ở nơi này tất cả đều là do loại đất màu đỏ nâu cùng sỏi tạo thành, rộng lớn mênh mông, thỉnh thoảng nhấp nhô những khối nham thạch cực lớn. Khi đi qua cái khối cự thạch vừa nãy trèo lên để nhìn ra xa, Lưu Vân Chí kinh ngạc phát ra âm thanh, nói khối tảng đá lớn này có chữ viết bên trên. Đi vòng đến mặt hướng nguồn sáng của khối cự thạch này, có thể rõ ràng thấy hai chữ cổ cực lớn khắc vào trên thạch thể. Mỗi chữ cổ đều cao chừng 5,6 mét, cứng cáp hữu lực, khí thế bàng bạc, như là hai con nộ long đang vờn quanh. So với kiểu chữ hiện nay thì phiền phức hơn rất nhiều, hẳn là rất lâu trước đây, ở thời cổ đại khác xuống, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Mọi người tụ tập tại trước vách đá, ngóng nhìn hai chữ cổ cứng cáp, rất nhiều người đều nhíu mày, khó có thể nhận ra ý tứ của nó. Chữ này dường như là một loại chữ cổ gọi là trung đỉnh văn, chữ thứ nhất là hẳn là huỳnh. Chu Nghị nhận ra chữ thứ nhất, hắn nhíu mày, lẩm bẩm, chúng ta rốt cuộc đi tới một nơi như thế nào? Đúng là trung đỉnh văn, hai chữ này là huỳnh hoặc. Diệp Phàm sau khi nhận ra hai chữ này thuận miệng nói ra, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng ý nghĩa mà hai chữ đại diện, nhưng thực sự để trong lòng hắn rung động không gì sánh được. Huỳnh hoặc, thế nào sẽ là huỳnh hoặc? Hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, không khỏi nhìn về phía bầu trời. Thế nhưng hiện tại tuy rằng rất tối tăm, nhưng sao trời vẫn không có xuất hiện mấy viên. Huỳnh hoặc, có ý tứ gì? Huỳnh hoặc là một địa điểm sao? Không ít người cũng không lý giải được, không rõ hàm nghĩa của hai chữ này. Chu Nghị sau khi nghe được hai chữ huỳnh hoặc, vậy giống như Diệp Phàm, chấn động trong lòng, sắc mặt có chút trắng, bệch, nói, huỳnh huỳnh hỏa quang, ly ly loạn hoặc. Ánh lửa lấp lánh, chập trà chập trờn. Chúng ta thực sự không có cách nào trở về. Thế là có ý gì? Nơi này là nơi nào? Mọi người kinh nghi bất định. Vương Tử Văn khi nghe đến huỳnh hoặc hai chữ, vậy cũng rõ ràng hàm nghĩa mà nó đại biểu, giải thích cho mọi người. Nơi này sợ rằng không phải là địa cầu, ngọn lửa lấp lánh này, gọi là huỳnh hoặc, là dấu hiệu của sự đen đủi, thời cổ đại gọi sao hỏa là huỳnh hoặc. Vô tận năm tháng trước đây, cổ nhân từ lâu đã chú ý tới hỏa tinh hiện lên màu đỏ, độ sáng bình thường hay biến hóa, lấp lánh như lửa. Hơn nữa vận động ở trên bầu trời, có lúc từ tây sang đông, có lúc lại từ đông sang tây, tình huống rất phức tạp. Làm người mê hoặc, ánh lửa lấp lánh, chập trà chập trờn, tại thời cổ đại xưng là huỳnh hoặc. Đế vương thời cổ mê tín, kiêng kỵ ngôi sao đen đủi này, cho rằng nó báo trước sự đen đủi, mỗi khi xuất hiện. Không phải tể tướng phải bị mất chức chính là hoàng đế phải chết. Đối với loại truyền thuyết mê tín này người hậu thế tự không tin tưởng. Oh my god! Ca đé ở bên người Lý Tiểu Mạn hao tổn tâm thần để nghe, nhưng sau khi rõ ràng hàm nghĩa của hai chữ huỳnh hoặc, vừa cào vào mặt đất màu đỏ nâu, vừa gõ nham thạch, không ngừng quan sát địa chất, liên tục hét lên. Điều này sao có thể xảy ra? Rất nhiều người mắt chữ A mồm chữ O, căn bản là không thể tin tưởng sự thực trước mắt. Phiến mặt đất đỏ nâu dưới chân chúng ta là hỏa tinh, chúng ta đã không còn ở trên địa cầu. Bất kể là ai nghe được kết quả này cũng sẽ ngơ ngác sững sờ, căn bản không hợp đạo lý. Nửa giờ trước còn đang ở trên đỉnh Thái Sơn, nửa giờ sau đã đứng ở trên huỳnh hoặc cổ tinh. Chuyện này quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Giai vóc người thon, dài, xinh đẹp yêu kiều. Lúc này gương mặt đẹp của nàng cũng có chút trắng bệch, mắt phượng liếc về phía mọi người, nói, hiện tại, chúng ta mới chỉ thấy được chữ khắc ở trên tảng đá này mà thôi, vẫn chưa thể xác định là đang ở trên huỳnh hoặc tinh hay không. Thế nhưng, có người nói ở trên hỏa tinh khắp nơi đều có mặt đất màu đỏ cùng với sỏi đá, cảnh tượng chúng ta nhìn thấy trước mắt không phải là như vậy sao? Một vị bạn học nữ vừa nói vừa mang theo tiếng khóc nức nở. Nhân loại từ thế kỷ trước ở những năm 60 cũng đã từng phóng ra tàu thăm dò vũ trụ thăm dò hỏa tinh. Năm 1997, người thăm dò hỏa tinh đã chạm đất thành công ở trên sao hỏa. Thăm dò gần mấy chục năm nay, nhân loại đã thu được lượng tư liệu chân quý rất lớn về sao hỏa, đã hiểu rõ về nó từ lâu.
Bên trong lớp đất của sao hỏa là lượng sắt bị oxy hóa lớn, lại bị tia tử ngoại chiếu xạ lâu ngày. Toàn bộ sao hỏa giống như là một thế giới bị gì, cùng cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy trước mắt hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào, chúng ta thực sự đã rời khỏi địa cầu, lúc này đang đứng trên một cái tinh cầu khác? Một vị nam bạn học dùng sức nắm chặt lấy nắm tay, ngón tay đều đã biến thành màu xanh. Nếu như đúng là đứng ở trên sao hỏa, ta nghĩ chúng ta không có khả năng sinh tồn, cũng không đủ dưỡng khí, không có nhiệt độ không khí thích hợp. Lý Tiểu Mạn nói như vậy, bất kể sắc mặt nàng đang trắng bệch, thế nhưng sau khi nói những lời nói này, vẫn làm cho không ít người có một tia hy vọng lóe lên. Mà ở trong quá trình này mấy người Diệp Phàm, Bàng Bác trước sau rất bình tĩnh, bọn họ vững tin là mọi người đã không còn ở địa cầu, còn có chuyện gì xấu hơn chuyện này sao? Kế tiếp bất luận xảy ra chuyện gì, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Mọi người ở lại, một lúc lâu trước khối cự thạch này, cuối cùng rời đi, tiếp tục đi về nguồn sáng yếu ớt ở xa xa. Nhìn như không quá xa xôi, thế nhưng sau khi đi hơn 500 mét vẫn như cũ chưa tới nơi cần đến, mà nhìn kiểu này còn phải đi thêm một đoạn đường xa như thế nữa. Mọi người tâm sự tầng tầng, rất ít người nói chuyện, có vẻ rất nặng nề, rất sợ một tia hy vọng cuối cùng phía trước cũng tan biến. Bang Bàng Bác dùng sức đem một khối đá vụn dưới chân đá ra ngoài, làm nổi lên một mảnh bụi mù. Đúng lúc này hắn lộ ra vẻ kinh dị, hắn chú ý thấy hòn đá này tựa hồ là một khối mái ngói, thực sự là mái ngói. Khi nhặt lên nửa khối mái ngói vỡ vụn này, hắn lập tức xác nhận thứ này là ngói do nhân công chế tạo thành. Nhất thời, một đám người đều xông tới, quan sát khối mái ngói vỡ vụn này, không ít người đều lộ ra vẻ kích động. Đã có gạch ngói vụn, nhất định cũng có kiến trúc, trên phiến mặt đất này có người ở, không chỉ đơn giản là một tòa ngũ sắc tế đàn. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta nhất định có thể thoát hiểm. Tâm tình bi quan giảm bớt, tâm tình vui sướng lại nhiều hơn một chút, mọi người đã thấy hy vọng có thể tiếp tục sinh tồn. Lúc này, sắc trời đã tối, trên bầu trời đầy sao nhấp nháy. Diệp Phàm ngưỡng vọng tinh không, phát hiện một vòng tròn mơ hồ treo ở chân trời, mặt trăng chỉ bằng một nửa so với ở trên địa cầu nhìn thấy, đủ để chứng minh nơi đây không phải địa cầu. Mà ở một phương vị khác, còn có một viên sao sáng to bằng nắm tay, sáng hơn nhiều so với ngôi sao bình thường, nhưng lại lờ mờ hơn một chút so với mặt trăng nhỏ kia, gọi là tinh thần thì quá sáng, mà gọi là mặt trăng thì lại quá nhỏ và lờ mờ. Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lưu Vân Chí cũng đứng ở cách đó không xa, bọn họ chú ý tới cử động của Diệp Phàm, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời quan sát, khi nhìn thấy hai vầng trăng sáng nho nhỏ chân trời, bọn họ lập tức biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 13, Thiên Cung Di Chỉ. Đây là, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng trên mặt mấy người vẫn tràn ngập sự thất vọng. Bị ảnh hưởng của mấy người, những người khác cũng nhìn lên bầu trời, ngay lập tức phát hiện thấy hai mặt trăng đang treo lơ lửng trên không trung. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người nhịn không được kêu lớn lên, hy vọng cuối cùng để về nhà cũng tan biến, vĩnh viễn có không cách nào nhìn thấy thân nhân. Rất nhiều bạn học nữ thất thanh khóc giống lên, tất cả mọi người đều đã rõ ràng, lúc này thực sự đã rời xa địa cầu, không cách nào trở về nữa. Sao hỏa, có hai vệ tinh, tương đương ở trên địa cầu, sẽ nhìn thấy mặt trăng. Cá đé nói tiếng Trung tự không lưu loát, sau đó lại lấy tiếng Anh rất nhanh nói một tràng, bắt đầu trò chuyện cùng Lý Tiểu Mạn. Mấy chục năm nay, một số tàu vũ trụ đã truyền tín hiệu về địa cầu rất nhiều tư liệu về sao hỏa. Xung quanh sao hỏa có hai vệ tinh, là những thiên thể cực nhỏ, đó là do khoảng cách quá xa từ mặt đất tới sao hỏa. Nếu như ở sao hỏa quan sát, độ lớn của hỏa vệ ước chừng bằng một nửa so với từ địa cầu nhìn mặt trăng. Hỏa vệ thứ hai lại nhỏ hơn một chút, nhưng lại sáng hơn so với các ngôi sao khác, là một mặt trăng thu nhỏ. Sau nói cho mọi người về những thứ lý luận này về sao hỏa, mọi người đều vô cùng thất vọng, trước mắt đã không có con đường về nhà, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phải tìm được con đường sống. Đi khỏi ngũ sắc tế đàn tầm 600 mét,
khoảng cách đến nguồn sáng đã gần hơn rất nhiều rồi. Nhìn kiểu này cũng chỉ còn lại tầm 500 mét. Mọi người không nán lại được nữa, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Dưới bầu trời đêm, gió nhẹ hay hay, mang đến sự lạnh lẽo. Lại tiến lên hơn 100 mét, khoảng cách đến nguồn sáng càng ngày càng gần. Lúc này có người lại kêu lên một tiếng sợ hãi, phát hiện ra một kiến trúc đã sụp đổ, dường như là một tòa đình đài cổ xưa, bị sự bào mòn của năm tháng làm sập. Có người xây dựng đình đài, tức là trên tinh cầu cô quạnh này có người sống, chúng ta nhất định có thể tìm được đường sống. Đây là sao Hỏa, vì sao lại có kiến trúc của nhân loại? Không khí, nhiệt độ, trọng lực đều không khác mấy so với địa cầu, vẻn vẹn như là một khối hoang mạc trên địa cầu mà thôi. Mặc dù vô cùng thất vọng, thế nhưng mọi người cũng không có tuyệt vọng, bọn họ có rất nhiều nghi hoặc. Chúng ta ngay cả Long Thi đều gặp được, những thứ này tính là gì? Có thể đây là một khu vực đặc thù trên sao Hỏa. Có thể nói như vậy. Nơi này có xây một tòa tế đàn ngũ sắc to lớn, có thể tiếp dẫn được 9 bộ Long Thi cùng quan tài đồng, nói nơi này trở thành mảnh đất bị thần phong ấn cũng không sai. Nếu như suy đoán của chúng ta là thật, đây là một khu vực đặc thù trên sao Hỏa, như vậy không gian sinh tồn của chúng ta sợ rằng sẽ không lớn lắm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nếu như nơi này chỉ là một vùng đất nhỏ hẹp trên sao Hỏa, thì chúng ta có đường ra hay không? Trong lòng mọi người bốn bề dậy sóng, việc này liên quan đến sinh tử cùng tương lai của bọn họ, không ai có thể bình tĩnh. À, một người bạn học nữ đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, tại dưới bầu trời đêm tiếng thét đó truyền đi vô cùng xa. Làm sao vậy? Mọi người biến sắc, vội vàng hỏi. Xương sọ, một cái. Xương sọ người. Người bạn học nữ kia hoa dung thất sắc, thân thể run rẩy không ngừng, run run rẩy rẩy lui về phía sau. Ngay cách tòa đình đài không xa, một nửa chiếc xương sọ màu trắng lộ ra trên lớp sỏi, vừa mới bạn học nữ giẫm nát dưới chân, chẳng trách nàng sẽ kinh khủng như vậy. Tất cả bạn học nam đều tiến lên vây xung quanh, bàng bác dùng chân đem xương sọ từ trong đất sỏi đá ra, đây là một cái xương sọ của người trưởng thành. Không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đã gần như phong hóa, bề ngoài từ lâu đã không còn sáng nữa, mặt trên có rất nhiều vết sạn thô ráp. Mà khiến người ta giật mình chính là trên xương sọ có một cái lỗ rất tròn, có độ lớn chừng một ngón tay, như là bị lợi khí xuyên thủng, xung quanh lỗ thủng vô cùng nhẵn nhụi. Xem ra nơi này tràn ngập những biến số không biết, tuy rằng đây là xương khô, để lại từ nhiều năm trước, thế nhưng chúng ta vẫn cẩn thận một chút là tốt nhất. Hoàn cảnh lạ lẫm, không xác định được cái loại yếu tố, khiến người ta lạnh cả người. Phía trước là cái gì? Dưới bầu trời đêm mông lung, sao trăng cũng không sáng cho lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một hình ảnh mông lung. Dường như là từng tảng loạn thạch chất chồng lên nhau, cao thấp không đồng đều, lại cài răng lược. Khi bước tới gần, tất cả mọi người đều ngây dại, đây là một phế tích, ở phía trước chỉ là một phần nhỏ, càng ở phía xa phế tích càng lớn. Tường đổ, gạch ngói vỡ vụn, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ mà người khác không biết. Dưới ánh trăng đêm, nơi này có vẻ đặc biệt tịch mịch, so với sự hoang vu trước thì đây là những cung điện to lớn, cảnh tượng lại vô cùng thê lương. Đây là một phế tích cực lớn, diện tích rất rộng, toàn bộ đều do cự thạch kiên cố xây dựng thành, có thể tưởng tượng năm đó cung điện này hùng vĩ, cùng to lớn đến mức độ nào, mà nguồn sáng lại nằm ở phía cuối của phế tích, đằng sau một bức tường đổ. Chúng ta đang ở trên sao Hỏa sao? Nơi này đã từng có một mảnh quần thể cung điện to lớn. Một công trình vĩ đại như vậy đến tột cùng cần bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành a? Vì nguyên nhân gì mà nó trở thành một phế tích, kiến trúc to lớn toàn bộ đều bị sập. Mọi người hầu như rất nhanh quên mất sợ hãi, phế tích cực lớn trước mắt làm cho mọi người kinh thán không ngớt, nhưng lại đang thực sự ở trên sao Hỏa. Tất cả những thứ này vượt quá sức tưởng tượng rồi. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói rằng, kỳ thực cũng không có gì, ngày hôm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, theo lẽ thường mà nói đều là chuyện không nên xảy ra. Nếu lúc này có người nói cho ta biết phế tích to lớn này chính là một thiên cung di chỉ, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Bàng bác cảm thán nói, thiên cung di chỉ, rất có khả năng, dù sao chúng ta ngay cả Long Thi đều gặp được.
Nghe thấy mấy lời này, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra. Thiên cung di chỉ, cái này cũng không thể cho là nói bậy được. Nguồn sáng ở ngay phía trước, ở đằng sau bức tường đổ mà nhảy múa, làm cho nó xuất hiện một vòng vầng sáng nhàn nhạt, cảm giác mông lung cùng thánh khiết. Cái này rốt cuộc là cái gì? Nguồn sáng chuyển động trong phế tích cổ xưa, làm cho bức tường đổ càng ngày càng có vẻ thê lương hoang vắng, tự nhiên khiến người ta cảm giác thần bí không gì sánh được. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh vang khi một người dẫm lên viên ngói làm nó vỡ vụn, trong bầu trời đêm trống trải truyền đi rất xa, xuyên qua từng tòa cung điện sập, cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của phế tích. Bức tường đổ ở phía trước tuy rằng đã tổn hại một phần, cao chừng 4 đến 5 mét cao, thật không biết. Năm đó hùng vĩ cỡ nào? Ta muốn xem nguồn sáng này rốt cuộc là cái gì? Đoàn người cẩn thận vòng qua bức tường đổ cực lớn, đi tới phần cuối phế tích, nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức khiến người ta toàn thân thư thái trước mặt đập tới. Hình như có một đạo thần quang xẹt qua hư không, hiện lên trong con mắt của mọi người. Mọi người toàn bộ vượt qua phế tích, xuất hiện ở phía sau bức tường đổ, thấy rõ ràng, chính xác nguồn sáng ở phía trước. Cách phía trước tầm 50 mét, một gian cổ miếu lẳng lặng đứng đó, thanh đăng cổ Phật, một ánh đèn như hạt đậu. Trước cổ miếu, một gốc cây bồ đề cổ thụ cứng cáp như cầu long, toàn thân khô héo. Cách mặt đất tầm 2 đến 3 mét có khoảng 5-6 phiến lá xanh, mỗi phiến đều trong suốt long lanh, lục quang nhấp nháy, như thần ngọc phỉ thúy. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 14, Đại Lôi Âm Tự. Một tòa cổ miếu hiện ra ở phần cuối của phế tích, yên tĩnh không tiếng động, quy mô rất nhỏ, căn bản không thể nói là to lớn. Vẻn vẹn một gian cổ điện, một bức tượng Phật bằng đá đứng ở bên trong, bị bụi bặm che kín, một cái cổ đăng bằng đồng thau chập chờn lóe ra điểm điểm ánh sáng. Ở trước cổ miếu có một gốc bồ đề cổ thụ cao vút, 6,7 người cùng ôm cũng không hết, thân cây già nua đã trụi lùi. Nếu như không phải còn có 5,6 phiến lá xanh biêng biếc tô điểm bên trên nó, cả cây cổ thụ liền giống như đã chết héo rồi. Cổ miếu cùng cây bồ đề gắn bó quấn quýt, có một cỗ phong cách cổ dạt dào, tựa như khiến cho người ta cảm thụ được sự lưu chuyển mịt mờ của thời gian cùng sự biến đổi của năm tháng, làm cho người ta cảm giác được sự yên tĩnh cùng tang thương vô tận. Sau khi đi tới nơi này, tất cả mọi người đều khó mà nén được vẻ kinh dị, bởi vì quần thể cung điện to lớn ở phía sau đã hóa thành phế tích từ lâu. Mà một gian cổ miếu nho nhỏ này nhưng vẫn còn trường tồn, khiến người ta có một loại cảm giác bình thản yên lành. Tại sao lại có một tòa cổ miếu như thế này? Vài miếng lá cây còn sót lại của cây bồ đề cổ thụ lại có thể có ánh sáng màu lục trong suốt đang lưu chuyển. Cây bồ đề có thể coi là Phật thụ, cùng ngọn nguồn Phật giáo có liên hệ sâu xa. Tục truyền nói, hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni chính là ở dưới một gốc cây cổ thụ bồ đề đại triệt đại ngộ, thành tựu Phật Đà chính quả. Cây cổ thụ bồ đề trước mắt làm bạn tương sinh cùng với cổ miếu, đều có hình tượng bất phàm, khiến người ta không kinh dị không được. Vì sao ta cảm giác như là có một dòng sông lịch sử đã bắt đầu khởi động, tất cả những thứ trước mắt này phảng phất là cửu viễn không gì sánh được, như là đã qua trải sự lắng đọng của lịch sử. Khoảng cách 50 mét rất ngắn, cho nên mọi người rất nhanh liền đi đến phụ cận, trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Giống như đang nhìn thấy ở trước mắt một bức tranh lịch sử cổ xưa, khí tức của năm tháng tràn ngập khắp nơi. Lẽ nào đây là một tòa miếu thờ mà thần ở lại? Thế gian này không phải là có sự tồn tại của Phật Đà chứ? Cổ miếu tuy rằng đã bỏ hoang, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được sự bình thản cùng an lành của cảnh Phật. Cổ miếu yên tĩnh không tiếng động, rất an bình. Nơi nào có một tấm biển đồng, có chữ viết ở trên mặt. Cổ miếu bỏ hoang có một khối biển đồng rỉ sét loang lổ, mặt trên có khắc bốn cái chữ cổ, như long xà quay quanh, thiện ý vô tận. Vẫn như cũ là trung đỉnh văn, phức tạp khó có thể nhận ra, bất quá chữ đại đầu. Tiên nhận ra rất dễ, rất nhiều người ngay cả là không hiểu trung đỉnh văn cũng có thể đoán được. Chữ cuối cùng là tự. Chu Nghị đối với trung đỉnh văn có một chút lý giải,
nhận ra chữ cuối cùng. Bốn chữ này là Đại Lôi Âm Tự. Đúng lúc này, Diệp Phàm toàn bộ đọc ra bốn chữ. Trong số mọi người ở đây không ai là không giật mình, đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Đại Lôi Âm Tự, ta không nghe lầm chứ? Điều này sao có thể xảy ra? Trong truyền thuyết, Đại Lôi Âm Tự là chỗ ở của Phật Đà, là vô thượng thánh địa của Phật giáo. Thế nhưng, tòa cổ miếu bỏ hoang trước mắt này nhỏ bé như vậy, không có một chút khí thế rộng lớn nào, vẻn vẹn chỉ có một gian cổ điện, thế nào cũng tên là Đại Lôi Âm Tự. Đã tự mình nhìn thấy 9 bộ xác rồng kéo quan tài, mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý, hầu như đã tin tưởng sự tồn tại của thần. Thế nhưng lúc này vẫn còn là bị kinh hãi một chút, một tòa cổ miếu trên sao hỏa tên là Đại Lôi Âm Tự, chuyện này có ý nghĩa gì? Hay là sẽ có rất nhiều hiểu biết mới mẻ về rất nhiều lịch sử cùng truyền thuyết, và một góc của chiếc khăn che thần bí của một đoạn cổ sử đã bị yên diệt sẽ bị vạch trần ra. Phật âm giảng pháp như âm thanh sấm nổ, chính là Đại Lôi Âm Tự. Lẽ nào tòa cổ miếu trước mắt này đúng thật là tòa miếu trong truyền thuyết kia? Nếu như suy đoán là thật, chuyện này không thể nghi ngờ là có tính chấn động cực lớn. Một tòa miếu thờ xa xưa bị bụi bặm che kín trên sao hỏa, nơi mà toàn bộ là đất đỏ nâu cùng sỏi đá, lại có lai lịch kinh thế hãi tục. Mọi người càng quan sát càng cảm thấy sự phi phàm của tòa cổ miếu này. Thiên cung phía sau trước đây hùng vĩ biết bao, khổng lồ và bao la, nhưng cuối cùng cũng đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một đống gạch vụn. Mà cổ miếu này nhìn như rách nát, nhưng cũng vẫn sừng sững không ngã, hình thành một loại so sánh kỳ dị. Có cây bồ đề làm bạn, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn nhỏ như hạt đậu, vừa bình phàm tầm thường vừa yên tĩnh bình lặng chống lại sự khảo nghiệm của thời gian, chỉ có một chữ chân còn tồn tại, còn phù hoa chỉ là mây gió mà thôi. Nhất đăng, nhất Phật, nhất miếu, nhất thụ, tuyên cổ như một, trường tồn trên thế gian. Nghĩa là một đèn, một Phật, một miếu, một cây, từ xa đã như một, trường tồn với thế gian. Tất cả những thứ này, vừa an bình vừa yên tĩnh, khiến người ta cảm giác như gió xuân hay hẩy, phảng phất như có tiếng tụng kinh mờ ảo vang lên. Nếu như nơi này thật sự là Đại Lôi Âm Tự trong truyền thuyết, thì cây cổ thụ ở trước miếu thờ kia liệu có phải là cây bồ đề cổ thụ lúc Thích Ca Mâu Ni chứng đạo không? Điều này sao có thể có khả năng, cái này bất quá là truyền thuyết của tôn giáo thôi. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng 2.500 năm trước Thích Ca Mâu Ni ở dưới một gốc cây cổ thụ trên sao hỏa tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm, cuối cùng là trở thành Phật Đà? Từ những tao ngộ cùng kinh lịch của chúng ta mà nói, không có gì không có khả năng. Tất cả những gì mọi người ở đây trải qua hôm nay để cho bọn họ cảm giác như là ảo mộng, nhưng lại là sự thực 100%. Lúc này Diệp Phàm bỗng nhiên đi về phía trước, Bàng Bác đồng hành cùng hắn, hai người trực tiếp cất bước tiến vào bên trong cổ miếu. Cùng lúc đó, Chu Nghị bước nhanh tới theo, Vương Tử Văn theo sát sau đó, cũng tiến vào trong cổ miếu. Phía sau, Lưu Vân Trí tựa như là nhớ đến thứ gì đó, đột nhiên biến đổi sắc mặt, xông tới rất nhanh. Những người khác cũng giống như mới tỉnh mộng, nếu như nơi này là Đại Lôi Âm Tự, như vậy nơi này là chỗ ở của thần, tuy rằng đã bỏ hoang từ lâu, đã bị bịt kín một tầng bụi bặm dày đặc, nhưng vẫn là một nơi phi phàm. Cổ miếu rất nhỏ, bất quá là một gian Phật điện, hoàn toàn trống trơn, hầu như không có cái gì. Diệp Phàm trực tiếp đi tới phía trước tượng Phật bằng đá, dùng một tay nhấc lên cái cổ đăng bằng đồng thau ở bên cạnh. Đèn đồng rất bình thường, không có gì kỳ lạ, hình thức rất cổ xưa, thế nhưng khi chạm vào tay ấm áp dễ chịu, không có cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của kim loại, ngược lại như là đang cầm một khối ôn ngọc. Nhưng điều làm người ta kinh dị chính là bên trong cổ miếu tràn đầy bụi bặm, thế nhưng đồng thau cổ đăng nhưng không dính một hạt bụi nào, giống như là có thể cách ly bụi vậy. Tòa miếu thờ này tuyệt đối là nhiều năm nay chưa từng có người quét tước, bụi bặm tích tụ thành một tầng dày, thế nhưng cổ đăng nhưng tránh được bụi, vẫn sáng rõ như cũ, làm cho Diệp Phàm không thể không cảm thấy kinh dị, lẽ nào nó vẫn chiếu sáng từ thời cổ đại xa xưa đến bây giờ. Thực sự là sạch sẽ, ngoại trừ tượng Phật bằng đá cùng đồng đăng ra thì không còn lại cái gì. Bàng Bác nhìn quét qua bốn phía, nhưng thật đáng tiếc là cũng không có thấy đồ vật nào khác. Đúng lúc này,
Chu Nghị vốn theo sát phía sau hai người bọn họ tiến vào, đem một cước đạp ở trên lớp bụi dày, đá bay một cái bình bát ra ngoài làm phát ra một tiếng loảng xoảng. Cùng lúc, Lưu Vân Trí đám người cũng đã tiến vào trong cổ miếu, mọi người đều không phát ra tiếng, tất cả đều yên lặng tìm kiếm. Lúc ban đầu, mọi người vẫn chưa thoát được ra khỏi cách thức tư duy thông thường, vẫn kinh nghi bất định mà nhìn ngắm cổ miếu, vẫn còn là lấy tâm tính lúc còn đang ở địa cầu để suy tư mọi việc. Chỉ đến khi Diệp Phàm bắt đầu hành động trước tiên, bọn họ mới bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay đang ở trên một viên tinh cầu khác, lại đang ở một nơi vô cùng có khả năng là chỗ ở của Phật Đà trong truyền thuyết, Đại Lôi Âm Tự, có thể có đồ vật do thần lưu lại. Bên trong cổ miếu, Diệp Phàm cầm đồng đăng trong tay, không dính một hạt bụi, từng điểm quang huy nhu hòa chiếu ra, làm cho ánh sáng lưu chuyển khắp nơi bên trong miếu thờ. Đột nhiên, Diệp Phàm nghe được một tiếng tụng kinh như có như không, như là truyền đến từ trên trời. Lúc đầu, hắn tưởng là ảo giác, nhưng Phật âm bắt đầu trở lên to lớn vô cùng, lượn lờ ở khắp nơi bên trong tòa cổ miếu, như hoàng trung đại lữ đang rung động, trang nghiêm, hạo đại, tuyệt diệu, huyền ảo. Bỗng nhiên bụi bặm bên trong tòa cổ miếu bay hết ra, nơi này trở lên trong sáng sạch sẽ, sau đó lại có 6 chữ chân ngôn vang lên, ám, ma, ni, á, vĩ, hồng. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 15, Bồ Đề. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm bằng bác truyền vào trong tai Diệp Phàm, đang ở dùng sức lay động đầu vai hắn. Diệp Phàm như vừa mới tỉnh mộng, làm gì có Phật âm, làm gì có tụng kinh, cổ miếu vẫn như trước, tích tụ một tầng bụi bậm dày, vừa nãy những người khác dường như không nghe thấy. Thật là Đại Lôi Âm Tự sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, vừa mới nghe thấy, nhìn thấy được, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vì sao lại chân thực như vậy? Điều này làm cho hắn xuất thần một lúc, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Diệp Phàm đưa mắt nhìn thanh đồng cổ đăng trong tay, thế nhưng lại không còn có bất luận cảm giác gì đặc biệt. Mặt trên có chạm trổ hoa văn, cổ pháp tự nhiên, bình thường không có gì kỳ lạ, không có một chỗ nào dị thường. Bồ đoàn, một người nam bạn học từ một đống tro tàn bên trong tìm ra một cái bồ đoàn cổ. Xưa, năm tháng thời gian vẫn chưa hủy diệt được nó. Không bao lâu, lại có một bạn học nữ từ bên dưới lớp bụi bặm dày đặc tìm ra một viên tràng hạt tử đàn. Dưới sự bào mòn của thời gian cũng không tổn hại chút nào, thổi hết bụi bặm, vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cùng lúc, ca đé ở trong đám bụi bặm phía trước bức tượng Phật bằng đá tìm được nửa chiếc mộc ngư, mặt trên chạm trổ tam tôn Bồ Tát, hoặc trang nghiêm, hoặc từ bi, trông rất sống động. Lúc này, suy nghĩ của Diệp Phàm có đến ngàn vạn, nếu như nơi này thực sự là Đại Lôi Âm Tự trong truyền thuyết, như vậy đây chính là nơi thần vứt bỏ, tất cả các đồ vật khai quật được đều bất phàm. Đương Vương Tử Văn chân như là đá phải cái gì đó, phát ra một tiếng thanh âm kim loại rung động, làm bụi đất trong góc lộ ra. Lộ ra một cái chuông đồng bị vỡ to bằng bàn tay, thiếu mất một phần vách chuông, hình thức cổ xưa. Đường. Hắn lắc chiếc chuông đồng, nhất thời có tiếng chuông du dương truyền ra, như tiếng Phật âm truyền tới, làm tâm thần người khác cảm thấy yên tĩnh. Tâm tư Diệp Phàm bị cắt đứt, không khỏi nhìn lại chiếc chuông đồng, mặt trên chạm trổ hình một đám mây đang bay, thiện ý mộc mạc, có lưu Phật vận. Bàng bác nhẹ giọng lẩm bẩm nói một câu, hắn là người tiến vào cổ miếu đầu tiên, nhưng lại không tìm được cái gì, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Mạn tìm được nửa mảnh ngọc như ý ở dưới chân của bức tượng Phật bằng đá, lau bụi đi, tàn ngọc phát ra ánh sáng long lanh. Cổ miếu nhìn như hoàn toàn trống trơn, nhưng cũng có mấy người ở trong bụi bặm tìm được đồ vật, những người khác cũng nhanh chóng bắt đầu hành động, tới tấp tìm kiếm. Diệp Phàm đối với những dụng cụ này vẫn chưa để ý, trong cổ miếu chỉ có duy nhất thanh đồng cổ đăng trong tay không dính một hạt bụi, hoàn chỉnh không tổn hao gì, trường minh bất diệt. Những dụng cụ khác rõ ràng không cách nào so sánh được. Ta không tin không tìm được cái gì. Bàng bác lẩm bẩm. Ngươi tìm kiếm kỹ ở đây, bất luận phát hiện đồ vật gì, đều phải thu lấy. Diệp Phàm đem cổ đăng đưa cho bàng bác, để hắn mượn ánh sáng tìm kiếm.
Tuy rằng tạm thời nhìn không ra những Phật khí tàn tạ này có gì thần bí, thế nhưng hắn biết nếu như thế gian thật sự có thần, mấy thứ này nhất định bất phàm. Diệp Phàm đem đồng đăng tạm thời giao cho Bàng Bác, bản thân thì lại bước ra khỏi cổ điện, hướng về cây bồ đề trước miếu thờ đi đến. Lúc này, hắn đã thoát khỏi cách thức tư duy thông thường, tạm thời tin tưởng thần thực sự tồn tại. Nếu cổ miếu này đại lôi âm tự, thì cây bồ đề làm sao có thể bỏ qua? Nếu như trên đời có Phật Đà, thì cổ mộc khô héo này nhất định không tầm thường. Cây bồ đề chính là thánh thụ của Phật giáo, dựa theo ghi chép bên trong Đại Đường Tây Vực Ký. Phật Đà từng nói với A Nan, thế gian có ba loại đồ vật nên lễ bái là Phật Cốt Xá Lợi, tượng Phật cùng cây bồ đề. Bởi vì, Phật Đà ở dưới cây bồ đề thành đạo, gặp cây bồ đề như gặp Phật. Trước mắt cây cổ thụ khô héo cứng cáp như cầu long, sau tới 7 người cùng ôm cũng không hết, thân cây trụi lủi. Chỉ có một cành buông xuống đến cách mặt đất 2-3 thước, trên cành khô có 6 phiến lá xanh, long lanh chập chờn, tựa như mã não xanh. Không cần biết cổ mộc khô héo này có quan hệ với Phật Đà hay không, chỉ dựa vào 6 phiến lá xanh như lục ngọc, vậy là đủ để biểu hiện ra sự bất phàm của nó. Diệp Phàm đi tới dưới tán cây tỉ mỉ quan sát bồ đề cổ thụ, những cành cây cực lớn hầu như hoàn toàn sinh trưởng ở phía trên cổ miếu, nếu như có đầy cành lá, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng che kín bầu trời. Đúng lúc này, Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn phát hiện 6 phiến lá xanh sáng lấp lánh có những lục hà nhỏ đến mức rất khó nhìn thấy đang di chuyển. Một bộ phận nhỏ hướng về phương hướng của ngũ sắc tế đàn bay tới, đại bộ phận thì lại nhập vào vị trí rễ cây. Lục hà điểm điểm, hình dạng như tơ, không ngừng từ bên trong 6 phiến lá xanh tràn ra, khiến người ta cảm giác được khí tức của sự sống, có vô tận sinh cơ mạnh mẽ đang lưu chuyển. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, bới bùn đất ở vị trí rễ cây ra, muốn nhìn xem một chút phía dưới rốt cuộc có vật gì, có thể hút được lục hà từ lá cây tràn ra. Ở dưới bùn đất, hắn cũng không có thấy dị vật thần bí, vẻn vẹn phát hiện một hạt bồ đề, không ánh sáng lóe ra. Tự nhiên hội tụ, vô hà lượn lờ, nhan sắc u ám phổ thông, không chú ý nói sẽ bị ngộ nhận là cục đất. Chỗ đặc biệt duy nhất là độ lớn của nó, bình thường hạt bồ đề to nhỏ cũng chỉ bằng móng tay, mà cái hạt bồ đề u ám này lại lớn bằng cái hạch đào vậy. Diệp Phàm kinh dị một lúc, lẽ nào nó hấp thu không được lục hà từ lá bồ đề tràn ra hay sao? Quan sát một lát, chỉ thấy lục hà như làn khói xanh di chuyển xuống, cách hạt bồ đề khoảng 3 tấc liền biến mất. Tuy rằng không thấy nó hấp thu tinh khí của lá bồ đề, thế nhưng hầu như có thể xác nhận là nó tạo thành. Diệp Phàm đem hạt bồ đề để ở trong lòng bàn tay, sau khi tỉ mỉ quan sát lộ ra vẻ kinh sợ. Hoa văn thiên nhiên trên hạt bồ đề u ám phổ thông này cũng giống như ở trên bức Phật Đà Từ Bi. Phật Đà thiên thành, hoa văn là hoàn toàn do tự nhiên tụ hợp mà sinh ra, nhưng cũng giống như tỉ mỉ điêu khắc, thật không bình thường. U ám Phật đồ, cổ pháp mà tự nhiên, hồ có một cỗ thiện vận tràn ra. Trời sinh là đồ của Phật Đà, lẽ nào nói từ 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni thực sự là bởi vì cây bồ đề mà ngộ đạo thành công. Cây bồ đề còn có tên khác, gọi là trí tuệ thụ, giác ngộ thụ, tư duy thụ, truyền thuyết có thể mở ra thần tính của con người, giác ngộ cho bản thân. Diệp Phàm đem hạt bồ đề giơ lên trên đỉnh đầu, đón hướng mặt trên của 6 phiến lá xanh, tốc độ phóng xuất lục hà nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Khí tức của sự sống ngày càng dày đặc, toàn bộ tập trung hướng đến hạt bồ đề, đương nhiên quang hoa vẫn như cũ, biến mất ở bên ngoài 3 tấc. Ba một tiếng vang nhỏ truyền đến, một chiếc lá bồ đề long lanh lưu chuyển phóng xuất ra một đạo lục hà, sau đó nát bấy, hóa thành tro bụi, lả tả rơi xuống. Đến lúc này, Diệp Phàm rốt cục vững tin, hạt bồ đề nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng cũng phi thường bất phàm, đem cẩn thận thu hồi. Vào lúc này hắn mới chú ý tới, trên mặt đất có rất nhiều bột phấn, giống như tro bụi mà lá bồ đề vừa rơi xuống giống nhau. Lẽ nào nói tất cả lá bồ đề đều biến mất như vậy? Điều này làm cho Diệp Phàm tương đối giật mình. Trời sinh hạt bồ đề là đồ của Phật Đà, để hắn cảm giác không phải chuyện đùa, hắn lờ mờ hiểu rằng so với thanh đồng cổ đăng trên bức tượng Phật bằng đá càng trọng yếu hơn. Trên bồ đề cổ thụ chỉ còn có 5 phiến lá xanh,
nhưng mà không còn long lanh như trước, ảm đạm không ít. Diệp Phàm không có hái xuống, thu hoạch được một hạt bồ đề là đủ. Hắn không muốn làm người khác chú ý. Lúc này còn chưa có ai từ bên trong đại lôi âm tự đi ra, Diệp Phàm rời khỏi cây bồ đề, trở lại trong cổ miếu. Lúc này, lại có 7,8 người tìm được đồ vật của Phật giáo, tất cả đều không giống nhau. Lưu Vân Chí càng từ phía sau tượng Phật bằng đá tìm được nửa đoạn kim sử, tuy rằng chôn giấu trong bụi bặm không biết đã bao nhiêu năm, nhưng hôm nay một lần nữa được đào lên. Vẫn lóa mắt như cũ, khiến người có cảm giác trầm trọng, nếu không phải bị tổn hại một nửa, có thể gọi nó là một kiết tác hoàn mỹ được đúc ra, tràn đầy lực lượng. Loại này giống như quyền trượng sử của Phật giáo, nó cũng có uy danh rất lớn, gọi là kim cương sử, ngụ ý phá hủy địch giả, ý nghĩa gián tiếp. Tượng trưng cho sở hướng vô địch, không gì không phá được, giống như trí tuệ và Phật tính, là khí trượng của chư tôn thánh giả nắm giữ. Nếu như thế gian có Phật Đà tồn tại, cái kim cương sử này không thể nghi ngờ là một kiện thánh vật, sẽ có dị tượng phi phàm hiển lộ. Có sức mạnh to lớn, có thể rời non lấp bể cũng không có gì lạ, nhưng mà bây giờ cũng chưa thể nhìn ra chỗ thần diệu. Lưu Vân Chí dùng sức huy động một chút, nửa đoạn kim cương sử như kim sắc thiểm điện xẹt qua, quang mang tán phát, đúng là vô cùng có khí thế. Các ngươi nói, nếu như những đồ vật này đều là vật của thần, nếu như cách sử dụng bị chúng ta phát hiện, sẽ có tình cảnh kinh thiên động địa như thế nào? Nghe được Lưu Vân Chí nói lời này, tất cả những người tìm được Phật khí đều ngơ ngẩn một lúc. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 16, Như Thần xuống trần gian. Ngoại trừ kim cương sử, còn có mấy người khác tìm được các loại đồ vật bị tổn hại như lư hương, giới xích, trung đồng, ngư cổ. Trong đó, bạn học nữ khi họp lớp có thần sắc tiểu tụy cũng tìm được kiện đồ vật đặc biệt. Đó là một chuỗi niệm châu hoàn chỉnh, có 6 viên, hiện lên màu vàng nhạt long lanh, trong suốt như thủy tinh, mỗi viên đều có. To bằng long nhãn, không phải do Xá Lợi Tử chế tạo thành đó chứ? Người bên cạnh kinh nghi bất định nói. 6 viên hạt châu này đều là tinh thể màu vàng nhạt, rất giống bảo thạch mỹ lệ, dễ làm người ta liên tưởng đến Xá Lợi Tử của cổ Phật sau khi viên tịch để lại. Dù sao đây cũng là đồ vật tồn tại bên trong đại lôi âm tự, chất liệu sẽ không thể nào đơn giản. Chuỗi niệm châu rất không bình thường, là do bạn học nữ kia vô tình phát hiện ra trên đỉnh đầu bức tượng Phật bằng đá. 6 viên hạt châu bị một sợi dây nhỏ trong kết hợp lại với nhau, trên mặt mỗi viên đều mơ hồ có đồ án hình người, tư thế không giống nhau. Tiếp theo đồng đăng của Diệp Phàm, bát vu của Chu Nghị là một đồ vật hoàn chỉnh, đương nhiên chiếc đồng đăng làm người khác chú ý nhất. Dù sao cổ đăng cũng chính là kiện đồ vật duy nhất không bị nhiễm bụi bặm, trường minh bất diệt, dù là ai đều có thể nhìn ra sự bất phàm. Trong cổ miếu có mấy đạo quang mang nóng bỏng thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào đồng đăng. Diệp Phàm tuy rằng cảm ứng được, thế nhưng không có một biểu hiện gì, hắn vô cùng bình tĩnh đối mặt tất cả những thứ này. Phật điện của Đại Lôi Âm tự đã bị tìm hết, không tìm ra đồ vật nào khác, mọi người đi ra ngoài. Bàng Bác là người phiền muộn nhất, trước sau có mười mấy người tìm được đồ cổ, hắn là người đầu tiên đi vào cổ miếu, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, không có phát hiện ra thứ gì. Đứng ở trước cổ miếu quan sát lại một lần nữa, hai mắt Bàng Bác nhất thời sáng lên, hắn sải bước đi trở lại. Đặt mấy tảng đá lớn dưới chân, hắn gỡ tấm biển đồng có chữ Đại Lôi Âm tự xuống, nhất thời làm không ít người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó mọi người bừng tỉnh, tấm biển đồng này khẳng định bất phàm, chịu đủ phong sương, sự bào mòn của thời gian, cũng không lưu lại một chút bụi bặm nào, mặt trên vô cùng sạch sẽ. Phải biết rằng bên trong cổ miếu tất cả đồ vật cũng chỉ có thanh đồng cổ đăng không dính một hạt bụi, biển đồng cũng như vậy, hiển nhiên phi phàm, thật đúng là rất nặng. Bàng Bác kéo biển đồng đi trở về, hắn vừa rời khỏi cổ miếu, cả tòa cổ miếu liền rung chuyển, bức tượng Phật bằng đá bên trong đột nhiên vỡ nứt, âm thanh rắc, rắc vang lên. Sau đó, lục tự chân ngôn của Phật gia vang lên, ám, ma, ni, á, hế, hồng. Phật âm rất lớn vang vọng trời đất, rung động bầu trời, thiên địa lục hợp đều đang rung động. Từ bi,
trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo thiện âm to lớn không gì sánh được, gô sạch dơ bẩn, tẩy hết phàm trần, trong chu vi của cổ miếu đều bao trùm quang mang thần thánh an lành. Lúc này không phải là ảo giác, không chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe được, tất cả mọi người đều đứng im như tượng đất, khiếp sợ nói không ra lời. Cùng lúc, tất cả các đồ vật mà mọi người tìm được trong Phật Điện, bất luận là hoàn chỉnh hay đã bị tổn hại, tất cả đều phát sinh quang huy nhu hòa, quang mang sáng lạn, làm cho mỗi người đều kinh hãi không ngớt. Thế nhưng, một tiếng rầm vang lên, tượng Phật bằng đá bên trong cổ miếu nát bấy, hóa thành tro bụi, sau đó Đại Lôi Âm Tự cũng bị một làn gió nhẹ hóa thành bột mịn. Phốc, cùng lúc, bồ đề cổ thụ khô héo cũng vỡ nát, không có vụn gỗ, không có cành khô, chỉ có tro bụi khắp bầu trời, lả tả rơi xuống. Kế tiếp, Phật khí trong tay mọi người quang hoa nội liễm, toàn bộ ảm đạm đi, lần thứ hai trở lại bình thường. Mọi người toàn bộ ngây dại, không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ là do việc lấy đi Phật khí, tấm biển đồng trong cổ miếu tạo thành. Cổ miếu chỉ còn sót lại tro bụi, cái gì cũng không còn. Diệp Phàm ngóng nhìn một lát sau, nói lấy đi các loại Phật khí, lại lấy đi tấm biển của cổ miếu, làm mất đi ý nghĩa tồn tại của Đại Lôi Âm Tự, đây cũng chính là nguyên nhân. Chu Nghị thường ngày tao nhã, nhưng lúc này vô cùng kích động, mắt lộ ra kỳ quang, nói ta hiện tại càng thêm chắc chắn. Trên đời thật sự có thần, có thể đi theo dấu chân của thần, những trải nghiệm của chúng ta hôm nay chính là một cơ hội rất lớn. Thần, Phật Đà, Bất Hủ. Những này truyền thuyết hoang đường bây giờ tất cả đều được nhắc tới, không ai cảm thấy là sai lầm, sự việc trước mắt đã phá vỡ lẽ thường, thần không phải là tuyệt đối không tồn tại. Dọc theo dấu chân của thần đi tới, nói thì dễ, nhưng ta lại không hy vọng như vậy. Bàng Bác liếc mắt nhìn Chu Nghị, nói, trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp sống sót. Trong hoang mạc không thôn không xóm, không có nguồn nước, không có thực vật, thêm 7 đến 8 giờ nữa, tình hình sẽ rất khó khăn. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, viên tinh cầu này có khả năng rất lớn chính là sao hỏa, mà chúng ta đều biết trên sao hỏa không tồn tại sự sống. Âm thanh của Lý Tiểu Mạn truyền tới, trải qua các sự việc, nàng ngày càng khẳng định, tiếp tục nói, nếu như thật sự có thần tồn tại, thì có thể giải thích tất cả những việc này, nơi này chỉ là vùng đất nhỏ hẹp bên trong sao hỏa mà thôi. Nàng vừa nói xong, mặt đất nâu đỏ phát ra tiếng ù ù, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh tới, hoặc như là có sóng biển giận dữ cuộn trào mãnh liệt. Bão cát, siêu cấp bão cát trên sao hỏa. Ca Đé ở bên cạnh Lý Tiểu Mạn thần sắc đại biến, dùng Hán ngữ không lưu loát kêu lớn. Sao hỏa hàng năm đều có 1/4 thời gian bị bão cát bao phủ, bão lớn trên địa cầu trên đi được hơn 60 mét một giây, mà trên sao hỏa bão táp có thể lên tới 180 mét một giây, siêu cấp bão táp có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Không nói con người, cho dù cả xe tăng hạng nặng cũng bị cuốn lên trời cao. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sao trăng trên bầu trời toàn bộ biến mất, màu đỏ nâu vô tận của cát bụi triệt để bao trùm vòm trời, sau một lát cơn bão lớn bao phủ toàn bộ sao hỏa. Không đúng, chỗ đứng của chúng ta không có bão táp. Cảnh tượng vừa rồi đã làm cho mọi người kinh khủng, cho rằng ngập đầu tai ương đã đến, thế nhưng lúc này mọi người phát hiện mặc cho bão táp ngập trời, nhưng quanh đây gió êm sóng lặng. Lấy chu vi của ngũ sắc tế đàn và Đại Lôi Âm Tự, hình thành một đường kính hình tròn rộng hơn 1.000 mét, bao phủ toàn bộ khu vực này, đem nơi này ngăn cách cùng ngoại giới. Lời nói của Lý Tiểu Mạn đã trở thành sự thật, nơi này quả nhiên là một vùng đất nhỏ hẹp. Có lực lượng siêu tự nhiên ngăn cản bão táp, gián tiếp chứng minh khả năng tồn tại của thần, nơi này có lẽ được thần che chở. Không tốt, cái lồng ánh sáng này đang ảm đạm, sắp sửa biến mất rồi. Một bạn nữ nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng như tuyết. Trên vòm trời, lồng ánh sáng đang mờ dần, sợ rằng không mất bao lâu sẽ biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người toàn bộ biến sắc, tử vong đang đến gần, không ai có thể bình. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Lời nói của mấy người này cũng trở nên run rẩy. Ta không muốn chết, một bạn nữ khóc thành tiếng. Nếu như lồng ánh sáng biến mất,
chúng ta sẽ bị siêu cấp bão táp nghiền nát. Ngay cả những bạn học nam trong lòng cũng sinh sợ hãi, mảnh đất duy nhất trên sao hỏa này sắp không còn tồn tại nữa, không còn không gian có thể sinh tồn. Ầm ầm ầm, bão táp như gào thét như sấm, toàn bộ mặt đất dường như cũng bị rung động, trong thiên địa mông mông, khắp nơi đều là cuồng sa, làm cho tâm tình mọi người đều trở nên sợ hãi. Ánh mắt của Diệp Phàm vẫn sáng như cũ, nhìn về phía bão cát phô thiên cái địa, bình tĩnh mở miệng nói, bây giờ cũng ta chỉ còn một con đường sống. Chúng ta có thể thoát chết ư? Nói nhanh xem là biện pháp nào. Vùng đất này sắp không còn tồn tại nữa, còn chỗ nào có thể sinh tồn? Sống chết trước mắt, mọi người đều lo lắng, không ít người trong lòng rất rối loạn. Ngoài cách đi theo con đường phía trước mà thần đã đi, thì rời khỏi vùng đất này không còn nơi nào có thể sinh tồn. Diệp Phàm nói, nhất thời có mấy người đã hiểu ý nghĩ Diệp Phàm, nhưng vẫn một số ít người không giải thích được. Không sai, có lẽ đây là đường sống duy nhất rồi. Chu Nghị gật đầu, biểu thị đồng ý. Dựa theo Diệp Phàm suy đoán, trong quá khứ xa xôi, thần có thể mở ra tinh không cổ lộ, có thể đi từ địa cầu tới Huỳnh Hoặc, nhưng nơi này có khi cũng không phải là đích đến cuối cùng. Trên sao hỏa cũng có một tòa ngũ sắc tế đàn, rất có khả năng sẽ nối liền với một tinh không nào đó xa xôi hơn. Đây là con đường mà thần đã đi qua. Hôm nay bọn họ bị trói buộc trong tuyệt cảnh, chỉ có thể dọc theo cổ lộ này tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi sao hỏa mới có tiếp tục có hy vọng sinh tồn. Lúc này, tất cả mọi người đều rõ ràng, rất nhanh hướng về ngũ sắc tế đàn chạy tới. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có khoảng cách 1.000 mét, nhưng mọi người có cảm giác như là cách một đại dương mênh mông xa xôi, này đoạn khoảng cách này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Nếu như không đến được ngũ sắc tế đàn trước khi lồng sáng trên không bị nghiền nát, tất cả mọi người đều phải chết không thể nghi ngờ. Phế tích thiên cung rất lớn, khắp nơi trên mặt đất đều là gạch vụn. Đây là một lộ trình khó đi, bởi chạy quá nhanh, có người bị trẹo chân, nhưng cũng không dám dừng lại chút nào, cố nén đau đớn, chạy nhanh tới phía trước, không muốn tụt lại phía sau. Ngay cả khi bình an đến ngũ sắc tế đàn, có thể không mở ra tinh không cổ lộ được hay không, kết quả vẫn chưa biết. Trong trái tim mọi người hiện giờ bao phủ một bóng tối khổng lồ, lúc trước trên Thái Sơn họ đã bị chấn động. Nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác, phía trước là nơi duy nhất có thể cứu mạng mọi người, trước mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy tới. À, một người bạn học nữ trong lúc chạy trốn khỏi bãi phế tích, đột nhiên hét thảm một tiếng, rầm một tiếng, ngã sấp xuống đám bụi bặm, nằm im bất động. Trên mặt nàng tràn ngập thần sắc kinh khủng, trên trán có một lỗ máu to bằng ngón tay cái, máu tươi ồ ồ phun ra, nàng trước khi chết dường như gặp phải sự tình cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều có cảm giác sởn gai ốc, nội tâm tràn ngập sợ hãi, một sinh mệnh tràn đầy sức sống cứ như vậy đột nhiên chết đi. Vừa mới sống cùng mọi người, nhưng bây giờ đã vĩnh viễn ra đi, rất đột ngột và kỳ hoặc. Không nên tới gần nàng. Diệp Phàm quát lên, ngăn hai bạn nam đang muốn tiếp cận thi thể. Hắn nhớ tới lúc thấy cái xương sọ trắng như tuyết. Ở giữa trán cũng có một cốt động bằng ngón tay, cũng chết giống như kiểu này. Trong lòng nổi lên một sự cảm không tốt. Có phải chúng ta khinh nhờn Đại Lôi Âm Tự nên bị thần trừng phạt chứ? Thanh âm của một bạn nữ run rẩy, nội tâm của nàng tràn ngập sự sợ hãi. Dù có thần tồn tại, Phật Đà cũng rất nhân từ. Chu Nghị cắt ngang lời nói của nàng, tránh cho tâm lý kinh sợ lan tràn, nói, chúng ta trước mắt không có cách nào mang theo nàng rời đi, chỉ có thể để nàng ngủ yên ở chỗ này, hiện tại cần phải nhanh chóng trở lại ngũ sắc tế đàn. Không ai do dự, thời khắc sinh tử tồn vong trước mắt, đã quyết định không mang theo thi thể của bạn nữ kia. Đường. Đột nhiên, tiếng chuông du dương, một thanh âm trang nghiêm vang vọng, giống như tiếng kêu của một chiếc chuông vàng, kim quang vô cùng óng ánh từ trong người Vương Tử Văn phát ra. Toàn thân hắn đều bao phủ bên trong kim sắc quang huy sáng lạn, giống như được mặc một chiếc hoàng kim chiến y, cực kỳ đẹp mắt, giống như kim sắc thần hỏa đang cháy. Chiếc chuông đồng tàn tạ trong tay Vương Tử Văn đang rung lên, thanh âm rất lớn vừa nãy là do nó phát ra, mà cái kim quang óng ánh này cũng bắt nguồn từ nó. Chuyện gì đang xảy ra? Lưu Vân Chí ở gần hắn nhất,
vô cùng khẩn trương hỏi, có cái gì đó vừa mới tập kích ta. Vương Tử Văn thường ngày nhã nhặn, thế nhưng lúc này bị hoàng kim thần diễm bao phủ, dường như được mặc kim sắc chiến y, rất có khí thế, rất giống một vị thần xuống phàm gian. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 17, sinh tử. Ngươi nhìn rõ đó là thứ gì không? Bàng Bác hỏi, hắn muốn hiểu rõ nguồn gốc của sự nguy hiểm. Con người hắn thường ngày tùy tiện, nhưng rất trầm ổn ở thời khắc mấu chốt. Không thấy cái gì, chỉ cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ bao phủ toàn thân ta, sau đó cái chuông đồng này bỗng nhiên rung động. Lúc này, Vương Tử Văn bị bao phủ bởi kim sắc quang huy, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe được mấy lời này, phàm là ai đã lấy được Phật khí đều nắm chắc trong tay. Mấy thứ này đã được chứng thực là đồ vật của thần, khẳng định là bất phàm. Cái chuông đồng tàn tạ ngừng rung động, tiếng chuông du dương dần dần biến mất, thần diễm kim sắc trên người Vương Tử Văn cũng biến mất, dường như ánh sáng của hoàng kim chiến y đã quay trở về bên trong chuông đồng. Đi, chúng ta mau rời khỏi mảnh phế tích này. Thanh đồng cổ đăng trong tay Diệp Phàm tỏa ra điểm điểm thần huy, hắn dẫn đầu đi về phía tế đàn ngũ sắc. Mọi người đi theo sát phía sau. Mảnh thiên cung phế tích khổng lồ này chắc chắn là có thứ gì đó đáng sợ tồn tại, dừng lại thêm một giây chính là thêm một phần hiểm nguy. A, tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến. Một người bạn học nam khi đi đến gần biên giới của khu phế tích bỗng ngửa mặt lên trời, ngã lăn trên mặt đất. Ở giữa trán có một cái lỗ máu to bằng ngón cái, máu tươi từ đó chảy ra ồ ồ. Hắn cũng chết cùng một kiểu. Hắn chết mà không nhắm mắt, hai mắt hắn mở to, thần sắc kinh khủng trước khi chết vẫn còn đọng lại. Vào lúc này rất nhiều người đã vô cùng sợ hãi, một người bạn học nữa lại chết rồi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có cách nào ngăn cản, thậm chí là không biết thứ gì đã lấy đi tính mạng của hắn. Sinh ly tử biệt nói nghe thì dễ, thế nhưng tự mình trải qua làm người ta cảm giác cay đắng không gì bằng. Bạn học thân cận bên người chết mạc danh kỳ diệu, một câu di ngôn cũng không thể nói ra, làm sao người ta tiếp thu cho nổi. Không ít nữ bạn học đã gần như tan vỡ tinh thần, thấp giọng khóc ồ lên, trước đây bọn họ làm sao có thể gặp trường hợp như vậy. Đi, mọi người không dừng lại, cũng không thể dừng lại, nhanh chóng hướng về ngũ sắc tế đàn chạy tới. Rốt cục họ đã thoát đi mảnh phế tích này, thế nhưng hai sinh mệnh vĩnh viễn ở lại nơi đó, đã không còn cách nào gặp được. Chạy được một đoạn xa, quay đầu lại quan sát, bức tường đổ kia như ác ma dữ tợn, mờ mờ ảo ảo dưới bầu trời đêm, khiến tim người ta đập thình thịch. Thế nhưng mọi người vẫn chưa kịp thở dài một hơi, ba tiếng, hét thảm hầu như đồng thời liên tiếp vang lên, hai gã bạn học nam cùng một người bạn học nữ trước sau ngã rầm rầm trên mặt đất. Vết thương vẫn như cũ là cái trán. Ba cái lỗ máu giống nhau như đúc làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, ba người bạn học ngày xưa, bằng hữu cứ như vậy chết thảm, hai mắt bọn họ trợn trừng trừng, biểu tình vô cùng sợ hãi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đã có 5 người mất đi sinh mệnh, điều này làm cho mọi người vừa thương cảm vừa lạnh băng cả người. Da đầu tê dại, có thể kế tiếp sẽ đến phiên chính mình. Không ai có thể xác định khi nào sinh mệnh của mình kết thúc. Hu hu. Một người bạn học nữ gần như hoàn toàn sụp đổ, khóc giống lên, nói mấy người bị chết đều là người không tìm được đồ vật gì ở trong miếu. Con ma quỷ kia ở ngay gần đây, người nào không nắm giữ thánh vật do thần để lại, sớm muộn đều phải chết. Đây là một sự thực, 5 người vừa chết ở bên trong miếu thờ đều là không có thu hoạch. Mà Vương Tử Văn cũng đồng dạng gặp tập kích. Thế nhưng chính là nhờ cái chuông đồng rách nát này mới bình yên vô sự, giúp chúng ta. Nhưng người không ở bên trong miếu thờ tìm được đồ vật, tất cả đều kinh khủng không gì sánh được, tiếp cận người có thu hoạch, dùng ngữ khí gần như cầu xin khẩn cầu được cứu giúp. Thế nhưng, ở trước ranh giới sinh tử, ai sẽ đưa ra cọng cỏ cứu mạng của mình cho người khác? Có mấy người không hề dừng lại, thậm chí không quay đầu lại, nhanh chóng xông về hướng tới tế đàn ngũ sắc. Tình nghĩa bạn học cố nhiên là đáng quý, thế nhưng khi đối mặt với sinh tử, không ít người lựa chọn thái độ lạnh lùng, chỉ cần tự bảo vệ mình.
quan hệ giữa người với người, sự mâu thuẫn của nhân tính, lúc này đã phải đối mặt với lần thử thách khó khăn đầu tiên. Cầu, xin các ngươi, cứu ta với. Người bạn học nữ kia đã gần như sụp đổ, vừa chạy vừa gào khóc, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, vừa thấp thỏm vừa lo âu, cực kỳ là đáng thương. Hai chiếc giày của nàng đã rơi mất, thế nhưng nàng vẫn hoàn toàn không biết, tâm linh của nàng lúc này chỉ tràn ngập sợ hãi. Diệp Phàm la lớn, đồ vật tìm được ở trong miếu thờ, chúng ta có thể dùng chung cùng người khác. Bàng Bác từ trước đến nay luôn cùng Diệp Phàm cùng tiến thối, nghe vậy bèn đứng ở bên người hắn. Cũng la lớn, không sai, chúng ta có thể để 2,3 người cùng nhau nắm giữ một đồ vật tìm được từ trong cổ miếu. Rất nhiều người đều nhìn lại, nhưng cũng mang theo vẻ chần chờ, lại có người mở miệng nói, NHUNGDO vật rách nát này vạn nhất không có tác dụng lớn như vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như chúng chỉ có thể che chở một người, chẳng phải sẽ làm nguyên bản chủ nhân rơi vào nguy hiểm sống chết. Vừa nói như vậy, lập tức lại làm người ta dao động rồi, thậm chí có hai người bắt đầu tăng tốc độ, không quay đầu lại, xông thẳng về phía trước. Cảm ơn ngươi, Diệp Phàm. Người bạn học nữ làm mất giày, nước mắt giàn giụa, điềm đạm đáng yêu, lảo đảo đi tới trước người Diệp Phàm. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích vô cùng, lại kết hợp với những giọt nước mắt lan xuống, làm người ta sinh ra cảm giác rất đáng thương hại. Nàng run run vươn tay phải, thế nhưng khi còn cách cổ Đăng một thước, khuôn mặt nàng chợt cứng ngắc lại, sau đó hai mắt thất thần, nặng nề ngã lăn trên mặt đất. Biến cố xảy ra đột nhiên như vậy, Diệp Phàm chỉ kịp trơ mắt nhìn hai mắt của nàng mất đi ánh sáng, gương mặt điềm đạm đáng yêu lại mỹ lệ mang theo nước mắt. Cùng với nụ cười cảm kích vừa kịp lóe lên đọng lại ở đó, khiến người ta cảm giác khó chịu trong lòng. Diệp Phàm rất muốn nâng nàng lên, nhưng trùng quy chỉ có thể hơi duỗi duỗi tay, lại thu lại rồi. Người bạn học nữ đáng thương này bị xuyên thủng sau não chứ không phải cái trán, máu tươi chảy ra từ giữa mái tóc dài đen nhánh. Nàng chỉ còn cách một bước, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn chết ở ngay trước mắt Diệp Phàm. Dáng tươi cười vẫn còn lưu lại, làm hai mắt Diệp Phàm đau đớn. Hắn chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi bộ thi thể đang dần dần lạnh đi. Rốt cuộc nó là cái gì? Là câu hỏi lởn vởn trong đầu mọi người. Tử vong gần trong gang tấc như thế, làm mọi người vô cùng sợ hãi. 3,4 người rất nhanh vây quanh Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Bọn họ khẩn cấp chộp tới cổ Đăng cùng Biển Đồng. Tư thế của bọn họ gần như là muốn chiếm làm của riêng vậy. Các ngươi muốn làm gì? Bàng Bác liền trợn trừng hai mắt lên, quát to, chúng ta đang cứu các ngươi, muốn cùng nhau nắm giữ mấy thứ này cùng các ngươi, chứ không phải hy sinh tính mạng bản thân, đem Biển Đồng cùng cổ Đăng tặng cho các ngươi. Vóc người hắn rất khôi ngô, khổ người rất lớn, trừng mắt tức giận như thế tất nhiên là rất có uy thế. Làm chi mấy người này đồng thời ngừng lại, chỉ là ngượng ngùng tiến tới, đặt tay lên trên Biển Đồng và cổ Đăng. Mọi người không có thời gian dừng lại, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng có người bắt đầu không an phận, hai mắt nóng bỏng muốn cướp giật Phật khí. Còn những người nắm giữ mấy thứ Phật khí rách nát thì trong lòng tràn ngập đề phòng, bắt đầu hối hận vì đã chia sẻ với người khác. Chúng ta đến từ cùng một nơi, cùng lớp 4 năm, đừng để đến lúc tuổi già các ngươi sẽ phải hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay. Diệp Phàm cao giọng quát, lời hắn càng kiềm chế người ta hơn so với Bàng Bác, để cho rất nhiều người đã bắt đầu trở nên an phận. Dầm, đúng vào lúc này, trên người Lưu Vân Chí ở phía trước đột nhiên bộc, phát ra hàng trăm hàng ngàn tia điện bay lượn, làm cho hắn giống như lôi thần hàng thế. Thiểm điện dày đặc, hoàn toàn bao trùm lại thân thể của hắn, ánh chớp nhấp nháy, làm xung quanh sáng rực. Mà cái kim cương sử ở trong tay hắn càng tỏa ra quang mang óng ánh, tất cả đều bắt nguồn từ nửa đoạn bảo sử tàn tạ trên đó. Lưu Vân Chí giống như đang mặc một chiếc chiến y bằng thiểm điện, cả người phát ra một cỗ khí thế sắc bén vô cùng, quanh người từng đạo tia điện lượn lờ, quả thực giống như là một vị lôi điện chiến thần. Ta vừa bị thứ kia tập kích, hắn chỉ vẻn vẹn nói một câu như vậy, sau đó liền không tiếp tục nhiều lời. Ánh mắt sắc bén của hắn trong lúc vô ý đảo qua chỗ Diệp Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy cái thanh đồng cổ Đăng này, hai đạo lệ mang kia liền biến mất rất nhanh. Chốc lát sau, tia điện trên người Lưu Vân Chí mới dần dần biến mất,
trong tay hắn kim cương bảo sử lạ lờ mờ xuống. Đồ vật của thần linh, mọi người đều rõ ràng thấy được uy năng của cái bảo sử này, ai nấy đều kinh hãi. Trên đường đi, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, rốt cục đi tới phái trước ngũ sắc tế đàn, vẫn may là không còn xuất hiện tử vong, làm cho mọi người thoáng thở dài một hơi. Chín bộ xác rồng khổng lồ bên trên tế đàn ngũ sắc còn có cổ quan tài bằng đồng thau vẫn lẳng lặng nằm ở chỗ kia, vẫn làm người chấn động như cũ. Đây là... Đi tới phía trước tế đàn, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi bởi vầng sáng mông lung bao quanh ngũ sắc tế đàn. Điểm điểm quang hoa yếu ớt từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới, nhập vào phía dưới nền đá. Lồng ánh sáng bao phủ trên bầu trời dần dần tan rã, chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên là bởi vì ngũ sắc tế đàn tựa hồ đang tích tụ một loại năng lượng thần bí nào đó. Mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì ngũ sắc tế đàn đang lóng lánh, giống như khi ở Thái Sơn, cho nên rất có khả năng là đang mở tinh không cổ lộ. Bất quá lúc này đây cũng không phải thạch thư, sách ngọc cung cấp năng lượng, mà là một cái lồng ánh sáng mông lung cực lớn. Âm âm âm, lồng ánh sáng mông lung trên bầu trời đang tan rã, bão táp ở bên ngoài ù ù rung động như sấm nổ, phảng phất toàn bộ mặt đất đều bắt đầu lay động. Lồng ánh sáng đang dần ảm đạm, còn mọi người đã leo lên ngũ sắc tế đàn, khẩn trương nhìn chăm chú tất cả những chuyện này. Cái thứ đáng sợ tồn tại ở trong bóng tối kia, giống như là một cái bóng ma lượn lờ trong trái tim mọi người, tuy rằng tạm thời không hiện ra nữa, nhưng chỉ cần chưa rời khỏi nơi này, nó vẫn là một uy hiếp lớn lao, làm cho tất cả mọi người đều bức thiết muốn chạy trốn khỏi sao hỏa. Ròng rã kéo dài đến nửa giờ, cái này lờ mờ lồng ánh sáng không ngừng áp xúc lại, cuối cùng chỉ miễn cưỡng bao trùm ngũ sắc tế đàn. Đường kính đã từ hơn ngàn mét thu nhỏ lại còn gần 200 mét, hầu như đã sắp ép tới mặt đất, hết thảy thần bí năng lượng của nó đều đã bị ngũ sắc tế đàn hấp thu rồi. Bàng Bác hạ giọng nói nhỏ ở bên tai Diệp Phàm, Lưu Vân Chí có mấy lần vô ý đảo qua chỗ chúng ta, hắn tâm cơ rất sâu, phải cẩn thận một chút. Hắn là người bên ngoài thô kệch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, nhạy cảm phát giác được chuyện này. Yên tâm, ta biết. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Lưu Vân Chí, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Lưu Vân Chí rất thong dong, gật đầu một cách thân mật, không nhìn ra bất cứ điều gì lạ thường. Ở bên người hắn còn có hai người, một người bạn học nam trong đó chính là vừa mới nhờ thanh đồng cổ đăng của Diệp Phàm bảo vệ, mới bình an đến nơi này. Điều này làm cho Bàng Bác rất bất mãn, hắn thấp giọng nói, tên vong ân phụ nghĩa này, lúc còn ở trường đều cả ngày vây quanh Lưu Vân Chí. Chúng ta vừa mới bảo vệ tính mạng của hắn, thế mà hiện tại lại cùng đi với Lưu Vân Chí. Nửa phút sau, lồng ánh sáng mông lung bên ngoài đã thu nhỏ lại đến mức sắp ép xuống tế đàn ngũ sắc, làm mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được sự đáng sợ của bão táp bên ngoài. Tiếng gió ù ù giống như quỷ khóc thần hào, cát đá va đập ở bên trên lồng ánh sáng, sinh ra tiếng vang như sấm rền. Thậm chí có chút cát bụi còn thổi vào bên trong rồi, cho nên có thể thấy được lồng ánh sáng đã yếu đuối đến mức nào, tùy thời sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người kinh hãi, lui về phía sau, vạn nhất rơi ra ngoài tế đàn, sợ rằng sẽ lập tức bị gió bão cuốn bay lên trời cao. Lúc này tên nam bạn học vong ân phụ nghĩa mà Bàng Bác nói tới, chậm rãi đi từ chỗ Lưu Vân Chí tới bên Diệp Phàm. Rồi đột nhiên một tay giằng lấy thanh đồng cổ đăng trong tay Diệp Phàm, tay kia thì lại đẩy mạnh Diệp Phàm, vừa muốn cướp đoạt thanh đồng cổ đăng vừa muốn đẩy hắn ra khỏi tế đàn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 18, đối lập. Diệp Phàm tay trái nắm thanh đồng cổ đăng, lùi sang bên hai bước, tay phải chát một tiếng tóm chặt cổ áo của nam bạn học kia, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Bàng Bác đứng bên cạnh thấy vậy định phản ứng nhưng không kịp, sau đó thì nổi giận, quát, ngươi là đồ lòng lang dạ sói, thực sự là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Ngươi đã quên vừa rồi là ai cùng ngươi dùng chung đồng đăng, bảo hộ tính mạng cho ngươi, giúp ngươi an toàn đến được nơi này hay sao? Bàng Bác vươn đôi bàn, tay to, tóm chặt cổ áo của nam bạn học, trực tiếp muốn đem hắn ném ra bên ngoài ngũ sắc tế đàn,
Tình cảnh trước mắt làm hắn thực sự tức giận. Hụ, nam bạn học này sắc mặt tái nhợt, một tay bị Diệp Phàm giữ chặt, bắt đầu giãy giụa nhưng khó có thể thoát khỏi Diệp Phàm. Lúc này lại bị Bàng Bác kẹp cổ, hầu như muốn ngất đi. Những người khác bên cạnh biểu tình không giống nhau, có mấy người trong lòng từ lâu đã không an phận. Thế nhưng không nghĩ đến có người thực sự sẽ động thủ, hơn nữa lại lựa chọn mục tiêu là Diệp Phàm có ân với hắn. Đồ Bạch Nhãn Xài Lang, ngươi còn có lương tâm hay không? Nếu không phải Diệp Phàm cứu ngươi, thì vừa rồi ngươi đã chết ở bên ngoài rồi. Bàng Bác càng nghĩ càng căm giận, lấy tính cách của hắn, cảm thấy đem đối phương ném ra ngoài thì vẫn hết giận, giơ lên tay phải chát liên tiếp 4,5 cái bạt tai thật mạnh. Có một người nam bạn học phía sau tiến lên, khuyên bảo nói, mọi người 4 năm học cùng trường, không nên như vậy, Bàng Bác mau buông tay. Bàng Bác liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói ta buông tay thì ta phải buông tay hay sao? Vừa rồi ngươi không nhìn thấy hắn muốn hại chết Diệp Phàm sao? Nếu như không phải Diệp Phàm phản ứng nhanh, sớm bị đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn, rơi vào trong bão táp rồi, tên hỗn đản ác độc như vậy còn có thể buông tha sao? Mọi người cùng đến từ một nơi, hôm nay nên đồng tâm hiệp lực, có gì từ từ nói, trước tiên hãy thả hắn ra. Lại có một nam bạn học tiến lên khuyên bảo. Bàng Bác đã rõ ràng, người này chính là một trong những người vừa mới cùng Lưu Vân Chí đứng chung một chỗ, lúc nãy bọn họ đã tản ra, thế nhưng hai người khẳng định là có quan hệ cùng tiến thối. Hơn nữa, nam bạn học bị hắn nắm giữ lúc nãy cũng cùng bọn họ đứng một chỗ, cho dù không có chứng cứ cho thấy bọn họ là kẻ đồng mưu, nhưng Bàng Bác bất chấp tất cả, trong lòng nhận định mặc kệ có chứng cứ hay không, phải nhớ kỹ những người này trong lòng. Ngươi nói dễ nghe nhỉ, nếu như có người muốn hại chết ngươi, ngươi còn có thể bình tĩnh hay không? Nếu không thì ta đem ngươi đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn thử xem. Bàng Bác càng nói càng tức, chát lại lật tay, tát mấy cái thật mạnh. Đừng làm việc dẫn tới chết người, có gì từ từ nói, trước tiên cứ thả hắn ra, chúng ta thương lượng xem cách xử lý hắn thế nào. Một người bạn học nữ cũng mở miệng bênh vực, nói xong khẽ liếc mắt nhìn Lưu Vân Chí. Trong tất cả quá trình, Lưu Vân Chí vẫn rất bình tĩnh, cũng không tiến lên khuyên bảo, cũng không mở miệng phát biểu ý kiến, như là sự việc không quan hệ với bản thân, bàng quan nhìn tình thế phát triển. Diệp Phàm đem biểu tình mọi người thu hết vào trong mắt, thấy không cách nào dẫn Lưu Vân Chí xuất đầu, liền ngăn Bàng Bác lại, nói, thả hắn ra đi. Đúng vậy, trước tiên cứ thả hắn ra đã. Đúng, trước hãy thả hắn ra, đã là bạn học thì không có gì không thể hóa giải, không nên làm căng quá. Hai gã nam bạn học cùng bạn học nữ kia vừa mới tiến hành khuyên bảo cũng tới tấp nói, những người khác thấy Diệp Phàm đã mở miệng, cũng theo đó mà khuyên giải. Đừng làm căng quá, ngươi cảm thấy bây giờ còn chưa vượt quá giới hạn hay sao? Bàng Bác trừng mắt, hướng tới nam bạn học cùng tiến thoái với Lưu Vân Chí, nói, hắn thiếu chút nữa hại chết Diệp Phàm, ngươi lại có thể vì hắn giải vây. Nhưng mà Bàng Bác cũng không tiếp tục ầm ĩ, thấy Diệp Phàm ra hiệu, rốt cục buông lỏng tay ra. Thế nhưng, dù là ai cũng không nghĩ đến, sau khi Bàng Bác buông tay ra, bản thân Diệp Phàm lại không có buông tay, một tay nắm lấy cổ áo đối phương, trực tiếp đem đối phương nhấc bổng lên, đi vài bước, tới biên giới ngũ sắc tế đàn, tựa hồ như muốn đem nam bạn học ném ra. Toàn bộ mọi người đều ngẩn ngơ, không ai nghĩ đến Diệp Phàm sẽ làm như vậy. Đồng thời, bọn họ vô cùng giật mình với lực tay của Diệp Phàm, không khỏi nhớ lúc còn học ở trường, trên sân cỏ hắn có biệt hiệu là dã man nhân. Diệp Phàm tướng mạo nhìn trông có vẻ như thư sinh, nhưng thể chất lại vô cùng cường tráng, khí lực lớn đến mức kinh người. Giống như là đang cầm một con gà con, một cánh tay đã đem nam bạn học kia xách tới biên giới ngũ sắc tế đàn. Lúc trước, ta đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta? Diệp Phàm một tay đưa hắn biên giới tế đàn, làm như lúc nào cũng có thể đẩy hắn xuống, chỉ cách lồng ánh sáng mông lung có nửa bước. Nam bạn học này sợ đến vỡ tim, hét lớn, đừng có đẩy ta, là ta lòng lang dạ sói, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không biết tốt xấu, xin hãy tha cho ta đi, ta không dám. Nữa đâu, Diệp Phàm cười cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói, con người làm gì cũng phải có động cơ, ngươi không nói ra đúng không?
ta thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngươi bị gió bão cuốn lên trời. Dứt lời, hắn một tay dùng sức đẩy tên bạn học này, hướng về phía bên ngoài ngũ sắc tế đàn du tới. Cứu mạng! Nam bạn học thực sự rất kinh sợ, hét lớn lên, nói, thả ta ra, ta nói tất cả. Làm người ở một thành phố lớn, đâu có gặp phải tình cảnh này, nam bạn học đầu hàng tại chỗ, đối mặt với bão táp gần trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt không còn chút máu. Làm như vậy không tốt đâu, Diệp Phàm thả hắn ra đi, làm như vậy thì quá nguy hiểm. Đúng vậy, mọi việc đều có thể thương lượng. Ngươi như vậy là không để ý đến tình nghĩa bạn học, sẽ dọa chết người ta đó. Vẫn là mấy bạn học vừa nãy đã lên tiếng, khuyên can, bọn họ từ từ đi tới. Keng keng bằng bác cầm tấm biển đồng cao bằng nửa người trong tay, hung hăng đứng chắn phía trước, trừng mắt nhìn bọn họ, nhất thời khiến mấy người này đều dừng chân lại. Diệp Phàm quay đầu lại ôn hòa cười cười, nói, không có việc gì, hắn đồng ý ý nói cho ta biết nguyên nhân. Ta cũng muốn nghe một chút xem mình đã làm gì không tốt mà đã phát sinh mâu thuẫn với hắn, các ngươi có thể yên tâm được rồi. Khi hắn lại quay đầu, đối mặt với nam bạn học đã bị đặt ở ngay sát biên giới tế đàn, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Nếu như đối phương không nói thì ngay lập tức trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, đây chính là ánh mắt của Diệp Phàm nói cho hắn biết. Ta ở trong cổ miếu không tìm được gì, không có thần vật, có cảm thấy có cảm giác bất an, cho nên liền nảy lòng tham, thực sự là lòng lang dạ sói. Nói xong, hắn bắt đầu tự vả miệng mình. Diệp Phàm không nói gì, trực tiếp đẩy hắn ra phía ngoài, nửa người hắn đã chạm phải tấm lồng sáng mông lung. Đừng, cứu mạng, nam bạn học kinh hoàng kêu lớn, nói là Lý Trường Thanh, là hắn bảo ta làm. Diệp Phàm kéo hắn lại, đối với cốt khí mềm yếu này, không để trong lòng mình, người như thế này căn bản là không làm được cái gì cả, không thể tạo thành uy hiếp cho mình. Nếu thật sự trước mặt mọi người đẩy hắn ra bên ngoài ngũ sắc tế đàn, sợ rằng các bạn học khác sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Dù sao cũng đã từng là bạn học, làm như vậy cái được sẽ không bù đắp đủ cái mất. Diệp Phàm cầm lấy chai nước khoáng của hắn, sau đó vỗ vỗ vai hắn, nói, chúng ta 4 năm học cùng trường, cùng gặp phải biến cố này, phải đồng tâm hiệp lực, nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhất định, nhất định. Nam bạn học sau khi khôi phục tự do, thân thể vẫn đang run run, rẩy rẩy lui về phía sau. Vào lúc này, bàng bác đã nổi giận từ lâu, mang theo tấm biển đồng liền xông tới phía trước, đập về phía Lý Trường Thành. Chất bàng bác thân thể cao lớn, khí lực vô cùng mạnh, giơ tấm biển đồng, đập người kia ngã tại chỗ. Trách không được ngươi lại không ngừng khuyên can, nguyên lai là ngươi đứng sau lưng sai khiến. Bàng bác lấy tấm biển đồng còn ở trên người đối phương lại, nói, học cùng với nhau 4 năm mà ngươi còn tính kế, ngươi có còn nhân tình không? Hắn vô cùng căm tức, lúc nãy Lý Trường Thanh cùng Lưu Vân Chí đứng một chỗ, cũng là người không ngừng khuyên can hắn. Diệp Phàm bước tới, vô cùng tự nhiên lấy đi bình nước của Lý Trường Thanh, kín đáo đưa cho bàng bác. Nhìn thấy hắn lấy đi bình nước thứ hai, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc phức tạp. Nếu như không thể nhanh chóng rời khỏi sao hỏa, sợ rằng phải chịu thêm mấy giờ, nước là thứ quý giá nhất đối với mọi người. Diệp Phàm cảm thấy thật đáng tiếc, không thể đem Lưu Vân Chí lôi ra, cho dù biết quá nửa là do hắn chủ mưu, thế nhưng không có chứng cứ gì, sẽ không tốt nếu như cùng hắn trở mặt trước mắt mọi người. Lý Trường Thanh rất cứng miệng, mặc cho bàng bác hung hăng thu thập một trận, hắn cũng không thừa nhận gì cả, chỉ nói là mình bốc đồng, nói lung tung, làm cho bạn học kia sinh lòng tham, xuất thủ với Diệp Phàm. Bàng bác rất muốn trực tiếp ném hắn ra khỏi ngũ sắc tế đàn, thế nhưng lo lắng đến cảm giác của các bạn học khác, chỉ có thể nén cơn giận. Nhưng hắn cũng cảm thấy cái quan hệ bình thường sẽ không duy trì lâu nữa, nếu như lại phát sinh thời khắc sinh tử. Sợ rằng tình nghĩa ngày xưa và mặt mũi bạn bè cũng bị bỏ qua, bởi vì hiện tại cũng đã có mấy người không chịu an phận. Diệp Phàm cũng không tức giận, rất hiền hòa cười cười với Lý Trường Thanh, nói, con, người đôi khi rất phức tạp, có một số việc không có khả năng làm chủ, nhưng tốt nhất là nên có chính kiến một chút, đừng để bị người lợi dụng. Nói đến đây hắn ngồi xổm xuống, từ từ vươn tay về phía Lý Trường Thanh chộp tới,
mục tiêu là một cái ngư cổ tàn tạ, chính là món đồ cổ mà Lý Trường Thanh tìm được ở bên trong Đại Lôi Âm Tự. Ngươi muốn làm gì? Lý Trường Thanh phản ứng rất kịch liệt, hắn bị Bàng Bác đánh cũng không biến sắc, nhưng bây giờ lại hoảng loạn. Dùng sức che cái ngư cổ bên hông, thế nhưng nửa trên vẫn đang bị Bàng Bác lấy biển đồng đè xuống, không thể dùng sức nên không thể ngăn cản. Choang, đột nhiên, ngư cổ trên người Lý Trường Thanh phát ra một âm thanh trầm ổn, thanh sắc quang mang bắn ra, giống như thiểm điện đang nhảy múa. Giống như lôi công của cổ thần, âm âm chấn động, sau đó âm thanh sấm sét cực lớn, quang mang màu tím quấn quanh, nhất thời đem Lý Trường Thanh bảo hộ ở bên trong. Quang hoa óng ánh, tạo thành một cái kén lớn màu tím, tỏa ra ra thần huy lóa mắt, làm sáng rực cả một góc của ngũ sắc tế đàn. Người xung quanh thất kinh, cảm thấy hai tai chấn động, có mấy người thậm chí không đứng thẳng được, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất. Cùng lúc, tấm biển đông trong tay Bàng Bác bộc phát ra ngàn vạn đạo quang mang, ù ù như tiếng sấm, bốn chữ Đại Lôi Âm Tự quang hoa trùng thiên, những tiếng tụng kinh mờ ảo vang lên. Phật âm thuyết pháp, âm thanh như sấm nổ. Tấm biển đồng Đại Lôi Âm Tự tỏa ra quang mang sáng lạ, nhất thời áp chế cái kén lớn màu tím, âm thanh ngư cổ phát ra gần như biến mất. Cùng lúc đó, thanh đồng cổ đăng trong tay Diệp Phàm tỏa ra quang huy nhu hòa, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong. Một tầng thần quang đều thánh khiết bao bọc dày đặc bên ngoài thân thể hắn, hắn như đang mặc một cái thần thánh chiến y. Quang mang không chói mắt, vô cùng huyền ảo và nhu hòa, thế nhưng trong lòng mọi người lại phát sinh sự kính nể. Phảng phất như một vị thần đang đứng ở nơi này, quang mang thánh khiết giống như thần y của thần, trông Diệp Phàm có vẻ siêu trần thoát tục. Ngay lập tức ngư cổ bị áp chế, tử sắc quang hoa thu lại, kén lớn biến mất, tàn ngư cổ tàn tạ không phát ra ánh sáng nữa, trở lại bình thường. Diệp Phàm ung dung tự nhiên, đưa tay xuống, không gặp bất cứ gì ngăn trở, hắn hiện tại giống như một vị thần, thanh đồng cổ đang phát ra thần huy, càng tôn lên vẻ xuất trần của hắn. Đúng lúc này, Lưu Vân Chí đứng cách đó không xa cùng với bạn nữ đã từng khuyên can Diệp Phàm và Bàng Bác, cầm trong tay một cái chuông đồng tổn hại tiến lên, nói: "Diệp Phàm, ngươi làm như vậy có chút quá đáng rồi đó." Ngay sau đó, một nam bạn học khác cũng tiến lên, nói: "Trong lúc này chúng ta nên hòa thuận, không nên đối lập như vậy, sự tình đã qua rồi thì thôi, không nên quá tuyệt tình." Hai người từ khi bắt đầu đã nói giúp cho Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh bên, lập trường từ lâu đã rõ ràng, lúc này đứng ra, rõ ràng là không muốn cho Diệp Phàm có thêm một kiện đồ vật của thần. Lúc này, Lưu Vân Chí cầm trong tay kim cương sử không thèm để ý đến nữa, tiến lên, nói: "Diệp Phàm, chuyện đã qua rồi thì thôi. Ngay cả vừa rồi là hắn không đúng, cũng không thể trừng phạt hắn như vậy, làm như vậy thì coi như cướp đoạt hắn sinh mệnh." Ngoài dự liệu của Diệp Phàm, Chu Nghị trước giờ không chịu tỏ thái độ, dường như mọi sự việc không liên quan đến bản thân hắn, một tay cũng nâng tử kim bình bát đi tới, khuyên nhủ: "Diệp Phàm, ngươi không nên lấy đi ngư cổ của hắn, ngươi đã có đồng đăng, nhiều hơn nữa một kiện đồ vật cũng vô dụng, mà hắn nếu như mất đi ngư cổ, rất có khả năng sẽ bị quái vật đáng sợ trong bóng tối giết chết." Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 19, Tử Thần tái hiện. Chuyện vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, chuyện xảy ra thì mọi người cũng rõ ràng cả rồi. Diệp Phàm tay trái nắm thanh đồng cổ đăng, tay phải trầm ổn cầm ngư cổ bị tổn hại, cũng không lùi lại. Ngược còn tiến về phía mấy người kia bước thêm mấy bước, nói: "Nếu ta đã lấy ngư cổ, thì không bao giờ trả lại cho hắn." Thanh đồng cổ đăng tỏa ra thần huy rực rỡ như mặt trời, thánh khiết như mặt trăng, hình thành một tầng quang mang màu đỏ thần thánh, long lanh sáng lạn, hoàn toàn cùng dung hợp với Diệp Phàm, hắn phảng phất như được trời sinh ra, giống như là một thể, hắn thoạt nhìn siêu trần thoát tục, giống như tiên nhân mặc thần y xuống trần. Tay phải của hắn nắm giữ ngư cổ tuy rằng tổn hại, lúc nãy không phát ra ánh sáng, thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra uy thế như lôi thần. Tử điện ngang dọc, sấm sét từng hồi, cũng bị Diệp Phàm giữ trong tay, thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Lý Trường Thanh chính xác là không nên nói lung tung, làm cho người khác sinh lòng tham,
làm phát sinh chuyện mà người khác không thoải mái, thế nhưng Diệp Phàm ngươi cướp đi bảo vật cứu mệnh của hắn thì rất quá đáng. Lưu Văn Chí đi tới gần, kim cương bảo sử ở trong tay hắn phát sáng lóa mắt, khiến người ta có cảm giác trầm trọng, vô cùng có khí thế. Bên người còn có một nam một nữ, từ lúc bắt đầu vẫn ngăn cản Bàng Bác động thủ, trợ nói giúp Lý Trường Thanh, lúc này cũng theo sát Lưu Văn Chí tiến lên. Diệp Phàm, ta biết ngươi rất tức giận, dù là ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ rất tức giận, thế nhưng chúng ta nên khoan dung một lần. Bạn học nữ nói chuyện rất bình thản, giống như là đạo lý. Đứng ở bên nàng, Không Thiên Vị, rất có bộ dáng công chính, liêm minh, nói trong hoàn cảnh này mà cướp đoạt vật bảo mệnh của hắn, chúng ta đều biết đây có ý nghĩa gì, ngươi không thể quá phận như thế. Chuông đồng cũ nát trong tay nàng, trước bị vứt bỏ nhiều năm, u ám không ánh sáng, tuy rằng thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì khiến cho người khác chú ý. Trong lúc nàng nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh làm động tác như vô ý thức, thỉnh thoảng lại phát ra một, hai tiếng chuông vàng. Bạn học nam bên cạnh Lưu Văn Chí cũng mở miệng nói, chúng ta đều là người có tấm lòng khoan dung. Mọi người quen biết nhau đã 4 năm, lại cũng phải gặp biến cố này, đang lý ra nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện không thoải mái đến đây bỏ qua, không nên tiếp tục dây dưa. Diệp Phàm, ngươi đưa ngư cổ bảo mệnh trả lại cho hắn, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn mất đi sinh mệnh sao? Bên trong cổ tay phải của hắn có một cái lư hương rỉ sét, chỉ to bằng bàn tay, có chút không trọn vẹn, một số bộ phận thân lư bị vỡ vụn nhưng vẫn có vẻ cổ phác tự nhiên. Ba người đứng chung một chỗ mà đều là người có thu hoạch trong Đại Lôi Âm Tự, mỗi người nắm một kiện đồ vật vứt bỏ của thần, giờ này khắc này, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng. Keng keng, Bàng Bác đi nhanh đến, sau đó đem tấm biển đồng Đại Lôi Âm Tự dựng đứng ở trên mặt đất, nói, thực sự là nói so với hát còn êm tai hơn, ta phát hiện công lực đổi trắng thay đen của các ngươi rất cao thâm. Trước hết, các ngươi cũng rõ ràng mới vừa nãy xảy ra chuyện gì. Thứ hai, các ngươi phải biết rằng con người nên có một chút chính khí thì mới tốt. Rõ ràng là Lý Trường Thanh cùng người khác muốn hại Diệp Phàm, tại sao lại biến thành Diệp Phàm thiếu rộng lượng rồi, đây là cái gì đạo lý gì, cuối cùng sẽ dẫn tới Diệp Phàm không đúng có phải không? Người khác muốn hại chết hắn, Diệp Phàm thu lấy đồ vật hại người, có cái gì không đúng? Nếu theo lời các ngươi nói, Diệp Phàm ngược lại giống như đã biến thành ác nhân, mà Lý Trường Thanh lại không làm chuyện gì sai cả. Đừng có ở đó mà giả mù sa mưa, hiên ngang lẫm liệt, thật khiến cho người khác buồn nôn. Lúc này, quang mang trên người Bàng Bác vẫn chưa tan biến, bốn chữ cổ Đại Lôi Âm Tự trên tấm biển đồng tỏa ra từng đạo quang hoa trùng thiên. Phật âm thuyết pháp, âm thanh như sấm nổ, có âm thanh huyền ảo như người đang tụng kinh, cả người hắn như một vầng thái dương rực rỡ, vô cùng có khí thế. Những lời này nói vừa ra, làm cho một nam, một nữ vừa nói lúc nãy sắc mặt trở nên không tốt. Chúng ta không nói Diệp Phàm không đúng, chỉ là muốn Diệp Phàm nhớ lại tình nghĩa bạn học, không nên lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh, để hắn có thể sống sót. Hoàn toàn là tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới việc Diệp Phàm thiếu chút nữa bị người đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn, sẽ bị bão táp cuốn đi, lại cường điệu việc Diệp Phàm làm như vậy sẽ hại chết tính mạng bạn học. Diệp Phàm nghe bọn hắn nói xong, bình thản cười cười, nói, thật ra, ba người các ngươi không cần phải lo lắng gì cả, ta cũng không muốn cùng hắn tính toán. Toàn thân Diệp Phàm thần uy hiển hiện, làm cho người ta có cảm giác mộc mạc mông lung, không dính bụi trần, tất cả mọi người đều cảm giác được sự an lành và yên tĩnh. Nhưng mà ta muốn sửa lại lời nói của các người một chút, Lý Trường Thanh cùng người khác thiếu chút nữa làm cho ta mất mạng, chứ không phải là ta muốn hại tính mạng hắn, chuyện này mọi người thấy rõ ràng. Diệp Phàm đưa mắt nhìn ba người Lưu Văn Chí mấy lần rồi nói, nơi này cũng có không ít bạn học không tìm được gì ở Đại Lôi Âm Tự, nhưng vẫn còn sống tốt, là vì sao? Bởi vì không lâu trước đây mọi người cùng dùng chung di vật của thần. Ta lấy đi ngư cổ của Lý Trường Thanh, chỉ là không muốn hắn có chỗ dựa để làm bậy, hắn có thể sai khiến người khác cướp đồ của ta, cũng có thể có tâm tư với người khác. Còn an nguy của hắn, mấy người có thể hoàn toàn yên tâm, mọi người trước kia cũng là bạn học, có thể dùng chung thần vật của nhau, giúp đỡ lẫn nhau,
thì vẫn có thể bình an vô sự. Đương nhiên, nếu như mấy người không muốn cùng hắn dùng chung chuông đồng, lư hương, kim cương sử, thì để hắn đi theo ta sẽ không quên tình nghĩa bạn học đâu. Đầu tiên Diệp Phàm nhắc lại nguyên nhân của sự việc, nói thẳng vào điểm mấu chốt. Sau đó lại nhắc tới việc dùng chung di vật của thần, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng mọi người nhớ lại, trước đây là do Diệp Phàm đề nghị dùng chung mới có thể làm cho mọi người tránh được tai kiếp. Sau đó, lại nhẹ nhàng nói đến Lưu Vân Chí ba người cũng có thần vật, làm cho người khác không còn gì để nói nữa. Chu Nghị cũng đứng ở phía trước, trừ lúc đầu hắn phản đối Diệp Phàm thu giữ ngư cổ của Lý Trường Thanh, sau đó yên lặng lắng nghe, không có phát biểu ý kiến gì, lúc này mới lần thứ hai mở miệng, nói Lý Trường Thanh đúng là không đúng, xử lý hắn như vậy cũng không quá đáng. Nhưng Diệp Phàm ngươi có tận hai kiện di vật của thần, có phải là quá lãng phí không? Phải biết rằng ở đây còn có không ít bạn đến phế phẩm cũng không có. Nhà của Chu Nghị bối cảnh nhất định, nhưng chưa từng có khiến người ta cảm giác được sự kiêu căng. Vẫn rất nho nhã, hiền hòa, hắn lúc này nói tới vấn đề này, bàng bác nhíu mày, nhưng cũng không phản bác được gì cả. Ta ngay cả thanh đồng cổ đăng trong tay đều cũng vui lòng dùng chung cùng mọi người. Bây giờ, thu giữ được ngư cổ, cũng lo lắng vì việc này. Diệp Phàm cười, ngoắc tay với một nam bạn học đứng ở phía sau. Nói, Trương Tử Lăng cho ngươi, nếu như phát sinh nguy hiểm, nhất định phải nhớ cùng người bên cạnh dùng chung. Trương Tử Lăng vẫn đứng ở phía sau Diệp Phàm cùng bàng bác, mấy người có hảo cảm từ trên sân bóng. So với bạn học bình thường thì thân cận hơn một chút, lúc nãy hắn không giống như bàng bác động thủ, nhưng hiển nhiên là đứng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đột ngột quyết định như vậy, Chu Nghị há miệng ngạc nhiên, không nói gì nữa. Lưu Vân Chí nhíu mày, bạn học nữ bên người hắn lập tức phản đối, nói, ở đây có không ít bạn nam tìm được đồ ở Đại Lôi Âm Tự, ngược lại, không có mấy bạn học nữ tìm được Phật khí. Ta cảm thấy nên giao cho một bạn học nữ. Nói xong, nàng ra hiệu nhìn về phía bạn học nữ ở phía sau. Bàng bác lộ ra châm chọc vẻ, nói, đã là bạn học thì còn phân biệt gì nữa, thần vật trong tay ai cũng phải dùng chung với người khác. Giao cho ai mà chẳng giống nhau, lẽ nào ngươi không bằng lòng trợ giúp những người khác sao? Bàng bác dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đột ngột xuất kích, mang theo vẻ mặt chế nhạo, nhất thời làm cho bạn học kia tức giận, sắc mặt đổi thành trắng bạch, nói, ngươi không nên xuyên tạc ý của ta. Trương Tử Lăng rất bình tĩnh tiến lên, đón lấy ngư cổ mà Diệp Phàm đưa cho, hai người đều không nói gì. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua Lưu Vân Chí, cũng không nhìn hắn, hỏi Chu Nghị nói, Chu Nghị ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến, chúng ta hiện tại ở bên ngoài gặp rủi ro, phải giúp đỡ lẫn nhau, hy vọng là không nên phát sinh mâu thuẫn như vừa rồi. Chu Nghị rất bình tĩnh nói ra những lời này, sau đó thì không nói gì nữa. Các bạn học khác chứng kiến cảnh này, tận mắt thấy được sự biến hóa vi diệu. Trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng mấy lần mâu thuẫn đối nghịch lại bị Diệp Phàm hóa giải nhẹ nhàng. Điều này làm cho mọi người nhớ tới Diệp Phàm hồi học đại học, cũng giống như bây giờ, lúc bình thản thì lại vô cùng lãnh đạm. Biết lúc nào lên bộc lộ tài năng, chưa bao giờ gây sự, nhưng lại càng không sợ phiền phức tìm tới cửa. Bàng bác đưa tay vịn tấm biển đồng Đại Lôi Âm Tự, nhìn mấy người Lưu Vân Chí, nói, Diệp Phàm không tính toán chuyện các ngươi hại hắn, thế nhưng có mấy lời ta không thể không nói. Người khác làm gì, trời cao đều nhìn thấy, bây giờ đã không thể phủ nhận sự tồn tại của thần, làm người nên chính trực một chút, đừng làm ra chuyện gì không tốt. Lời nói trắng trợn, như tát vào mặt mấy người ở phía trước, thế nhưng lại làm người khác không nói được lời nào, bởi vì chữ lý đứng ở bên hắn. Lưu Vân Chí không hề bận tâm, biểu tình cũng không lúng túng, chỉ gật đầu, nói rất hay, sau này nhất định phải tránh cho loại chuyện này phát sinh. Lâm Giai cùng Vương Tử Văn đứng ở phía sau, hai người đều trung lập tư tưởng, lúc nãy không có ý kiến gì, bây giờ thì thay nhau nói. Vì tránh cho chuyện không thoải mái phát sinh, ta cảm thấy chúng ta nên thương lượng một lần. Hiện tại đã xác định được, những người có thu hoạch ở Đại Lôi Âm Tự phải trợ giúp những người khác, mỗi người nên trợ giúp thêm mấy người. Lý Tiểu Mạn thủy chung không nói gì, nàng chăm chú nhìn Diệp Phàm ở cách đó không xa, nhìn hắn ung dung hóa giải tất cả mọi chuyện.
Bên trong đôi mắt nàng vô cùng bình thản, không có biểu hiện gì, không có biểu hiện là giúp đỡ phe nào. Ca đé ở bên người nàng việc nghe Hán ngữ rất bình thường, cho tới bây giờ mới hiểu rõ được sự việc, người nước ngoài này âm thầm líu lưỡi không ngớt. Âm đột nhiên, một âm thanh vỡ vụn truyền đến, mọi người cả kinh, quang mang bảo. Hộ vòng ngoài của ngũ sắc tế đàn bị phá rồi, có vật gì đó chui vào, toàn bộ mọi người đều nhìn về phương hướng đó. Một đạo ô quang nhanh đến cực hạn, phốc một tiếng xuyên thủng rồi trán của một bạn nam, huyết hoa tung tóe. Bạn nam kia hai mắt mở lớn, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, không có tiếng động. Nếu như không phải vì nguyên nhân quang mạc, thì ô quang đáng sợ này sẽ không có một tiếng động, mọi người sẽ không phát giác ra được. Nhớ tới sự việc mấy bạn học không lâu trước đây bị giết, mọi người sợ đến tim đập chân run, đạo ô quang này ẩn trong bóng tối, không cách nào phát giác ra được. Ô quang xuất hiện, giống như lời tuyên cáo, tử thần lại đến rồi. Những âm thanh la hét vang lên, mọi người trên tế đàn hoàn toàn rối loạn, những người không có di vật của thần, điên cuồng chạy đến chỗ Lưu Vân Chí, Vương Tử Văn, Chu Nghị để dùng chung. Ngao hống, đột nhiên, bên trong bão táp truyền đến một âm thanh khiến người ta sởn gai ốc, kinh thiên động địa, tiếng sấm do bão cát tạo thành đều bị nó áp chế. Là đại lôi âm tự, vào đúng lúc này, không ít người sắc mặt trắng bệch, bọn họ nghe ra được phương vị của âm thanh, chính là đại lôi âm tự phát ra. Đại lôi âm tự đã bị hủy rồi, chẳng lẽ đại lôi âm tự không trấn áp được đồ vật ở bên dưới? Bàng bác vừa nói xong, nhất thời làm rất nhiều người da đầu tê dại, cảm giác kinh khủng tràn đến. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 20, ca sâu chúa. Một tiếng gào từ phương hướng đại lôi âm tự truyền đến khiến người ta sởn gai ốc, giống như có một con viễn cổ hồng hoang cự thú phá tan mặt đất. Dãy giụa thoát ra khỏi phong ấn, tiếng gầm làm chấn động sơn hà, làm cho sao trăng phải biến sắc, khiến con người run sợ từ trong linh hồn. Nhưng tiếp theo lại vô cùng yên tĩnh, tiếng gầm gừ khủng khiếp cũng biến mất, bên ngoài ngũ sắc tế đàn chỉ còn lại tiếng bão cát ù ù. Đó là cái gì vậy? Trên sao hỏa còn có sinh vật khác sao? Theo truyền thuyết, Phật Đà trấn áp không ít yêu ma quỷ quái, có thể địa điểm phong ấn ở gần đại lôi âm tự. Chỉ có mấy câu nghị luận đã làm cho người khác phải run sợ từ trong linh hồn, đã là người thành phố hiện đại thì chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết này. Mấy ngày nay trải qua những chuyện không thể tưởng tượng, giờ lại thêm cái truyền thuyết đáng sợ, trong lòng mọi người đều đang cuộn trào như sóng biển ngập trời. Nếu như suy đoán trở thành sự thật, thì tình cảnh của bọn họ cực kỳ đáng lo, đại lôi âm tự biến thành tro bụi, không còn Phật Đà, không còn có thần nữa. Nếu như bọn họ phải một mình đối mặt với những yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, cảnh tượng tiếp theo thì mọi người cũng đã có thể tưởng tượng. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay của chúng ta, tư tưởng không ngừng bị đả kích mạnh mẽ, khó có thể tiếp nhận thêm nữa. Yêu ma quỷ quái tồn tại trong thần thoại, có thể sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Vừa nghĩ các loại khả năng sắp sửa phát sinh, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ hàn khí, cả người lạnh như băng. Có rất nhiều khả năng, nhưng lại không thể đoán trước số phận, khiến người ta sợ hãi và lo lắng. Mà lúc này ở trước mắt mọi người, một thi thể băng lãnh vẫn nằm đó, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, mùi máu tươi nhàn nhạt cứ quanh quẩn. Nhắc nhở mọi người, tình thế trước mắt đã vô cùng không ổn, cái thứ thần bí đó lần thứ hai xuất hiện, ở ngay trước mắt mọi người cướp đi một sinh mệnh đầy sức sống. Bột trong đầu của thi thể truyền đến một âm thanh, nhất thời làm cho không ít người ở đây khẩn trương. Bẹp, âm thanh giống như đang ăn uống, nhai nuốt, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Dù sao đây cũng là đầu của một con người. Sinh vật thần bí đang ở bên trong ăn uống, làm cho cả lông tơ của mọi người cũng dựng ngược lên. Rắc, 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 âm thanh của xương bị vỡ vang lên, như giống như đang có một hàm răng sắc bén cắn vỡ xương sọ, làm cho bầu không khí ở hiện trường rất khẩn trương. Không một ai nói gì, ngũ sắc tế đàn yên lặng, đến thở mạnh cũng không dám, yên tĩnh đến cực điểm, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là một loại dày vò, âm thanh ăn uống, âm thanh xương sọ bị cắn, hai người giống như đang nhập vào làm một khúc nhạc đến từ địa ngục rất kinh khủng,
đang giày vò tâm thần của người nghe. Rất nhiều nữ sinh bịt kín miệng mình, muốn khóc cũng không dám, loại trận chiến này đã làm các nàng gần như sụp đổ. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi, người nào nắm giữ được sức mạnh từ di vật của thần thì trấn định hơn một chút. Bàng Bác từ trước đến nay rất mạnh mẽ, cảm giác này làm hắn rất khó kiềm chế, nâng tấm biển đồng đại lôi âm tự muốn tiền lên, đập nát cái đầu này. Diệp Phàm ngăn cản hắn, nói không nên hành động thiếu suy nghĩ. Phốc, đúng lúc này, thi thể kia bắn ra những tia máu, cái lỗ trên trán chảy ra một dòng máu, còn có một chất lỏng màu trắng, rất nhiều người có cảm giác buồn nôn, đúng là óc đang chảy ra. Sau đó, từ cái lỗ máu trên trán lộ ra một cái đầu màu đen, trông như một cái rùi, trông sắc nhọn, cả người bao trùm vảy giáp. Đây là con gì vậy? Tất cả mọi người không tự chủ được mà phải lùi lại, ngay cả Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng lùi lại mấy bước. Sinh vật này giống một con cá sấu kỳ dị, từ lỗ máu trong thi thể chui ra ngoài, trên người không chỉ nhiễm máu, còn có cả óc. Màu trắng, làm cho người nhìn ra đầu tê dại. Nó dài không đến 10cm, chỉ to bằng ngón tay, giống rắn mà không phải rắn, giống cá sấu hơn, nhưng lại không có chân. Dưới bụng nhẵn thín, toàn thân bao trùm một lớp vảy giáp màu đen, đen nhánh, giống như ác vật đến từ âm minh địa phủ. Máu tươi và óc còn lưu lại trên lớp vảy giáp màu đen, nhìn thấy mà giật mình, trong lòng của mọi người cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng tràn ngập sự sợ hãi. Sinh vật không rõ này sau khi từ trong lỗ máu chui ra ngoài, đứng trên cái đầu của thi thể, đôi mắt rất nhỏ phát ra hàn mang cực kỳ lãnh liệt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mọi người, giống như sinh mệnh cấp cao có trí tuệ, không chút nào giống một sinh mệnh trí tuệ thấp. 7 người bạn học, 4 năm học cùng trường, là những sinh mệnh tràn đầy sức sống, đã vĩnh viễn rời đi, càng khó chịu hơn là lại bị một sinh mệnh cực kỳ xấu xí cắn nuốt. Ánh mắt của nó ác độc không gì sánh được, giống như oán linh đang quét qua mọi người, như nhìn những sinh vật không cùng cấp, mà như đang quan sát thực vật của mình. Con mẹ cái tam thốn đinh, không dài bằng cả một con chuột, mà lại giết chết 7 bạn học của ta, lão tử ta đập chết ngươi. Bàng Bác nhấc tấm biển đồng đại lôi âm tự lên, dùng lực ném tới, đập thẳng vào sinh vật máu lạnh. Âm thanh như sấm động, quang mang trùng thiên, biển đồng tỏa ra quang hoa vạn đạo, những tia lôi điện mãnh liệt lao về phía trước, tung hoành ngang dọc, đan vào nhau như thiên la địa võng. Siêu thế nhưng, sinh vật này lại vô cùng nhanh nhẹn, nó giống như biết được sự lợi hại, hóa thành một đạo ô quang vọt lên, tránh thoát khỏi đạo quang mang rực rỡ. Diệp Phàm cầm thanh đồng cổ đang tiến lên, thổi mạnh vào cái bấc đèn, thần diễm bừng lên sáng rực, mãnh liệt lao về phía trước. Sinh vật chỉ to bằng ngón tay, dài chừng 10cm này kêu lên một tiếng thê lương, thanh âm cực lớn khiến người ta khiếp sợ, quả thực giống như tiếng hét của một con lệ quỷ, làm cho màng nhĩ người khác kêu ông ông, lạnh cả sống lưng. Rất khó có thể tưởng tượng, một sinh vật nhỏ bé toàn vảy giáp lại có thể phát ra được âm thanh cực lớn đến như vậy. Diệp Phàm thổi hỏa diễm ở bấc đèn chỉ đi xa được tầm 3m, nhưng lại không bao trùm được sinh vật này, chỉ cháy được cái đuôi của nó mà thôi, chỗ bị đốt vảy giáp bị bong ra, nửa cái đuôi bị đứt rời rơi xuống. Nó độc ác nhìn Diệp Phàm, cũng có biểu tình như nhân loại, dữ tợn không gì sánh được, há mồm lộ ra chi chít răng nhọn, long lánh trắng như tuyết, nhìn về phía Diệp Phàm không ngừng gào thét. Con vật này rốt cục là cái quỷ gì vậy? Rất nhiều bạn học ở phía sau sợ hãi, ngay cả người nắm giữ đồ vật của thần cũng không dám tiến lên. Tam thốn đinh, ánh mắt mày độc ác như vậy, ta không thể không đập nát mày. Bàng Bác không hề sợ hãi, vô cùng tức giận, lại giơ tấm biển đồng đại lôi âm tự xông tới nói, giết chết 7 bạn học của ta, hôm nay mới chỉ làm gãy một cái đuôi của mày, mày chết đi cho ta. Cả người Bàng Bác đều được quang mang chói mắt của tấm biển đồng bao phủ, giống như một vị chiến thần đang tức giận. Uy thế kinh người, tấm biển đồng rung chuyển, Phật âm chấn động trời cao, phát ra những tiếng ầm ầm. Mà Diệp Phàm chỉ chặt được có nửa cái đuôi của nó, hỏa diễm từ trong thần đăng như nộ long lại lao ra, không khí như đang bị nhiệt độ cực nóng làm cho cháy khét. Lúc này đám người Chu Nghị, Vương Tử Văn ở phía sau cũng đã xông tới, đồng thời giơ di vật của thần mà mình có được,
hướng tới sinh vật dữ tợn mà đập mà chém. Tuy rằng bị bao vây, nhưng sinh vật này vô cùng nhanh nhẹn, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, không ngừng bay nhảy ở trong ngũ sắc tế đàn, mọi người rất khó chạm được vào nó. Sinh vật dữ tợn đáng sợ bị mọi người đuổi đánh, truyền ra tiếng kêu thê lương, oán độc cùng phẫn nộ không gì sánh được, tiếng kêu liên miên không dứt, như cửu u lệ quỷ đang kêu khóc. Diêu, diêu, âm thanh xuyên thấu quang mang truyền đến, có mấy con cá sấu xấu xí từ bên ngoài ngũ sắc tế đàn thành công đi vào, tất cả đều dài không quá 10 cm. Cùng con thứ nhất không có gì khác nhau, ánh mắt chúng nó như ác quỷ băng lãnh, như là có thủ không đội trời chung, oán hận nhìn mọi người. Sao lại có nhiều như vậy? Đây rốt cục là sinh vật gì? Sao hỏa có phải là sao huyệt của chúng không? Mọi người sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, bọn họ không phải thần, không biết cách vận dụng đồ vật trong tay như thế nào. Chỉ có thể dựa vào quang mang tự có của Phật khí mà phòng thủ, bây giờ không chỉ có một con sinh vật dữ tợn, thì làm gì có cách mà tiêu diệt chúng hết được. Âm thanh siêu, siêu, lại vang bên ngoài lồng sáng dày đặc, xuất hiện hơn 100 con cá sấu hung ác. Diệp Phàm những người ở phía sau, lúc này đều không có hành động gì, những người nhát gan đã bắt đầu run rẩy. Nhiều hung vật như vậy đang vọt tới, ngay cả có di vật của thần cũng không thể phòng thủ được. Bàng Bác đừng đuổi theo nữa, chúng ta tụ tập trung lại một chỗ. Diệp Phàm gọi Bàng Bác. Hiện tại có nhiều hung vật dữ tợn xuất hiện, giết cũng không hết, trước mắt phòng thủ là sách lược tốt nhất, chờ đến khi ngũ sắc tế đàn tích tụ đủ năng lượng thì có thể mở được tinh không cổ lộ. Ngao hống, đột nhiên, tiếng kêu gào lần thứ hai truyền đến từ phương hướng của đại lôi âm tự. Tiếng kêu gào như chấn nhiếp hồn phách của mọi người, bão cát bên ngoài trong nháy mắt yên tĩnh. Lại, trong thiên địa bây giờ không còn âm thanh nào khác nữa, chỉ có âm thanh kêu gào cuồn cuộn truyền tới. Mặt đất không ngừng run rẩy, ngũ sắc tế đàn cũng rung động, bão cát bên ngoài đã hoàn toàn bị trấn áp. Đại lôi âm tự, là sao huyệt của hung vật, có người run run nói. Mọi người nhìn về phía lồng sáng bên ngoài, ngày càng nhiều sinh vật đáng sợ tụ trung đến, nhìn phương vị đúng là đến từ phương hướng của đại lôi âm tự, toàn thân bao trùm vảy giáp đen kịt. Dầm đột nhiên, mọi người cảm giác mặt đất một trận mãnh liệt lay động, sau đó ngàn mét ở ngoài đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ thảm liệt khí tức. Trên chống đỡ bầu trời, cho tới hoàng tuyền, lan truyền trong thiên địa. Ngay cả khi đã có bão cát bên ngoài ngăn trở, thế nhưng mọi người vẫn nhìn thấy đôi mắt đáng sợ như hai cái đèn lớn xuất hiện ở di chỉ đại lôi âm tự, nhìn như xuyên thấu không gian. Nơi đó giống như có núi lửa phun trào, đất đá bay khắp trời, không ít cự thạch to bằng căn phòng rơi liên tiếp ở gần ngũ sắc tế đàn, thanh thế kinh thiên động địa. Lòng đất của đại lôi âm đã bị phá nát, sinh vật đáng sợ từ lòng đất chui ra rồi. Nếu là như vậy, ngay cả những người nắm giữ thánh vật của thần trong tay chỉ sợ cũng không cách nào chạm vào được nó. Ta dường như biết hung vật giống như cá sấu này là gì rồi. Thanh âm của một người bạn học nữ run rẩy nói. Tây Tạng đối với Phật giáo rất là tôn sùng nhất, hầu như người người đều theo tín ngưỡng. Bạn nữ này đã từng đi qua Tây Tạng, du lãm qua hai trọng địa của Phật giáo là Đại Chiêu Tự và Tiểu Chiêu Tự. Từng nghe một vị lão tàng dân địa phương kể qua một số truyền thuyết. Giải thích từ lão tàng dân nghĩa là nói người già sống từ nhỏ ở địa phương. Hết giải thích, có người nói bên dưới đại lôi âm tự của Phật Đà không phải là mảnh đất an lành gì, mà ở nơi đó trấn áp không ít cái thế yêu ma. Tầng thứ nhất trấn áp chính là cá sấu chúa, là một con cá sấu thần, pháp lực vô biên, nhưng cuối cùng vẫn bị Phật Đà giam giữ trấn áp. Ngươi nói, bên dưới thánh địa Phật Môn là đại lôi âm tự trấn áp không ít cái thế yêu ma có phải không? Lão tang dân kia là tín đồ Phật giáo, chính xác đã nói như vậy. Nghe được những lời này, mọi người cảm giác thân thể lạnh buốt, nếu thật sự là như vậy. Cá sấu chúa bị trấn áp dưới đại lôi âm tự muốn xuất thế rồi, mà những hung vật xấu xí này chính là hậu thế của nó. Diệp Phàm nhíu mày, nói, ta từng xem một quyển cổ đại tạp văn, bên trong cũng có một ít ghi chép. Bên trong quyển tạp ký này ghi lại, có một loại cá sấu không chân, thân cứng như kim cương, có thể phi thiên độn địa, dễ dàng xuyên thủng thân thể huyết nhục, được xưng là cá sấu thần.
Chu Nghị gật đầu nói, ta cũng từng xem một loại sách cổ. Tục truyền, theo ghi chép truyền thừa của Phật giáo, sau khi Cá Sấu Thần bị Phật Đà trấn áp, từ đó con cháu của hắn không xuất hiện trên đời nữa. Tất cả mọi người đều có một cảm giác không chân thực, một số truyền thuyết trước kia chỉ được coi là một loại cố sự, mà hôm nay bản thân mình lại được chứng kiến, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Lão Tàng Dân kia nói, Cá Sấu Chúa bị trấn áp ở tầng thứ nhất bên dưới Đại Lôi Âm Tự, thế thì còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba nữa hay không? Một bạn học nữ run lên hỏi. Không ai trả lời. Trước mắt nếu như Cá Sấu Chúa thật sự xuất thế, như vậy đã đủ để diệt sạch bọn họ. Âm thanh sàn sạt truyền đến, ngàn vạn con cá sấu nhỏ xuất hiện ở bên ngoài ngũ sắc tế đàn, đang ở dùng sức xuyên vào phía trong. Dầm, đột nhiên, ngũ sắc tế đàn rung động, năm loại phù văn có màu sắc cổ lão xuất hiện trên bầu trời của tế đàn. Như có vô số ngôi sao lấp lánh, thái cực bát quái đồ sắp hiện lên, đây là dấu hiệu mở ra tinh không cổ lộ. Thế nhưng, từ di chỉ Đại Lôi Âm Tự cách hơn ngàn mét truyền đến những rung chuyển đáng sợ. Đôi mắt như lồng đèn huyết sắc đã cao thêm mấy mét, rất hiển nhiên là nó đang thoát khỏi ràng buộc cuối cùng, đang lao ra khỏi mặt đất, trốn khỏi nơi này, rời khỏi sao hỏa. Đây là ý nghĩ của mọi người, rất nhiều người đang cầu khẩn, hy vọng tinh không cổ lộ nhanh chóng mở ra, cho dù vĩnh viễn phiêu hành bên trong vũ trụ cô quạnh, còn an tâm hơn so với ở lại nơi này. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.